Thế giới rộng lớn như vậy, con người phân bố ở mỗi một góc trên thế giới, tỷ lệ gặp được tình yêu còn nhỏ hơn tỷ lệ tìm được hai chiếc lá rẻ quạt giống hệt nhau. Là chỉ quen biết Thịnh Hoài Nam từ nhỏ, từ đó cô đã bắt đầu tình yêu thầm kín dài đến 15 năm, trở thành bí mật không thể kể ra của cô. Ngày đầu tiên Thịnh Hoài Nam chuyển trường vào trung học Trấn Hoa, đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nữ sinh, chói mắt giống như nam thần truyện tranh trong tay Lạc Chỉ. Mang truyện tranh vào trường học là cấm kỵ, cũng chính là phần cấm kỵ này khiến hai người bọn họ gặp lại nhau. Thịnh Hoài Nam giống như một tia sáng chiếu vào trái tim Lạc Chỉ, trở thành mục tiêu cả đời của cô. Sự tồn tại của Thịnh Hoài Nam cướp đi thành tích đứng đầu bảng xếp hạng quanh năm của Lạc Chỉ. Khoảng cách 0,6 cm giữa hai cái tên trên phiếu điểm trở thành khoảng cách đẹp nhất trong lòng cô. Đó là khoảng cách không thay đổi giữa tên hai người, dường như vừa là khoảng cách gần nhất vừa là khoảng cách xa nhất. Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam ngồi trong ngoài bệ cửa sổ, không nhìn thấy nhau, cô có thể mượn chuyện xưa truyền đạt tâm tình. Nhưng khi đối phương quay đầu lại hỏi tên, cô lại hoảng sợ bỏ chạy. Trong ảo tưởng, Lạc Chỉ có thể lấy cớ chủ nhiệm nhờ mình chuyển danh sách đăng ký đại sứ học sinh Myanmar cho anh, muốn cùng anh có chút tiếp xúc. Nhưng trong thực tế, Thịnh Hoài Nam thậm chí còn không nhìn cô một cái. Đối mặt với anh, Lạc Chỉ trở nên vô cùng hèn mọn, trở nên nhát gan sợ phiền phức, trở nên ngay cả nói chuyện cũng không có dũng khí. 15 năm yêu thầm gặp lại, Lạc Chỉ không muốn từ bỏ giấc mộng trong lòng lần nữa, cô hy vọng lần sau có thể có dũng khí nói cho Thịnh Hoài Nam biết tên của mình. Vì thế, cô quyết định tham gia tuyển chọn đại sứ học sinh Myanmar. Ngay phỏng vấn, Lạc Chỉ mặc đồng phục sạch sẽ như mới, đeo kính, chải tóc ngắn gọn gàng, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với thử thách. Tham gia tuyển chọn đại sứ học sinh Myanmar chỉ có hai người, Lạc Chỉ tràn đầy hy vọng có thể giành được một suất, cho mình một lý do để thổ lộ tình cảm. Ai ngờ cuối cùng Thịnh Hoài Nam lại chủ động rút lui. Điều mình cố gắng nỗ lực giành lấy anh ấy lại chẳng mảy may quan tâm, Lạc Chỉ không cam lòng đi tìm Thịnh Hoài Nam. Lại nhìn thấy anh và Diệp Triển Nhan đang trêu đùa nhau, cô chỉ có thể nhìn anh đi ngang qua. Thời gian trôi qua, tình yêu của Lạc Chỉ càng thêm sâu sắc. Ngày đầu tiên vào đại học, cô cẩn thận cầm phong thư chờ đợi. Mặc dù lần này vẫn là Diệp Triển Nhan tới gần Thịnh Hoài Nam trước một bước, mặc dù hai người trước mắt vừa nhìn liền biết là tình nhân, Lạc Chỉ cũng không muốn từ bỏ nữa. Tuy nhiên, số phận giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, quả chín của cây hồng lại rơi trúng vào đôi giày trắng của Lạc Chỉ, ngăn cản dũng khí của cô, khiến cô phải bỏ chạy lần nữa. Từ sau khi học đại học, Lạc Chỉ nuôi tóc dài, tháo kính, trở nên trưởng thành hơn. Cô buông đuôi ngựa xuống, chiếc váy màu vàng nhạt tăng thêm vài phần khí chất thục nhã cho cô. Lạc Chỉ nhìn mình trong gương, trong lòng chờ mong có một ngày có thể xuất hiện trước mặt Thịnh Hoài Nam như thế. Trời mưa ngăn cách bước chân của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, cô muốn có dũng khí chủ động nói cho đối phương biết chúng ta quen biết từ nhỏ. Lời hứa của anh vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng sau khi Diệp Triển Nhan xuất hiện khiến phần ảo tưởng này của cô lập tức biến mất. Nhìn Diệp Triển Nhan vui vẻ khoe chiếc váy màu vàng nhạt giống hệt của mình, Lạc Chỉ lựa chọn vứt chiếc váy của mình vào thùng rác. Cô không dám chờ mong Thịnh Hoài Nam sẽ thích mình, một người có tính cách hoàn toàn ngược lại với bạn gái hiện tại của anh. Hôm nay ký túc xá của Lạc Chỉ có một người bạn cùng phòng mới tới tên là Giang Bách Lệ, cô ấy có tính cách hướng ngoại, thích xem bói bài tarot, vừa vặn bổ sung cho tính cách của cô. Cuộc sống vốn khô khan của Lạc Chỉ bởi vì sự tồn tại của Giang Bách Lệ mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Người bạn thân này cũng trở thành bánh răng thúc đẩy Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Hôm nay trong thư viện, Lạc Chỉ vô tình nghe được tin Thịnh Hoài Nam và Diệp Triển Nhan đã chia tay. Cùng lúc đó trên sân thượng trường học, Thịnh Hoài Nam đang nghe tin nhắn thoại của Diệp Triển Nhan, tuy đã chia tay nhưng cô ta không cho phép anh tìm bạn gái khác. Yêu cầu vô lý này đương nhiên anh không thèm để ý. Đang lúc anh đang buồn bực, bỗng nhiên một tiếng hát ôn nhu vang lên cách đó không xa. Thịnh Hoài Nam thuận theo tiếng hát tìm tới, ai ngờ chỉ cách một bước nữa thôi, lại bị Trương Minh Thụy đột nhiên chạy tới cắt ngang, hai người lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Thế nhưng duyên phận sẽ đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, hôm nay hai người ở siêu thị lại cùng chọn chúng một chai đồ uống. Lạc Chỉ trở lại ký túc xá nhìn chằm chằm chai nước, tâm tư của cô hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của Giang Bách Lệ. Biết được Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, một trong những nam thần của trường, Giang Bách Lệ càng ra sức bảo cô học tập cẩm nang theo đuổi tình yêu, đồng thời đích thân biểu diễn các loại phương pháp bắt chuyện với nam sinh. Kết quả bị bạn trai qua bích tóm ngay tại trận. Hôm sau, Lạc Chỉ vô tình nhìn thấy một cô gái quấn lấy Thịnh Hoài Nam tỏ tình, vì thế cố ý đi qua va phải đối phương. Lại không ngờ Thịnh Hoài Nam nhớ tên cô, điều này dường như đã mang lại cho cô rất nhiều dũng khí, cũng thành công nhận được lời mời uống cà phê của anh. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp grad của Lạc Chỉ được kéo gần khoảng cách với Thịnh Hoài Nam. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh còn chủ động muốn thêm WeChat của cô. Thế nhưng Lạc Chỉ lại lấy cớ điện thoại hết pin từ chối, sau đó nhập số WeChat của mình cho Thịnh Hoài Nam, đem quyền lợi có liên lạc hay không để lại cho đối phương. Quất được chồng ở Hoài Nam gọi là Quất, Lạc sinh ra là để gặp Hoài Nam, đây là nguồn gốc của cái tên Lạc Chỉ. Cô đem câu thơ này đặt làm hình nền điện thoại. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần nếu hai người ở bên nhau, mình sẽ cho anh ấy xem hai câu thơ này. Cô cũng từng nghĩ rất nhiều lần, nếu anh ấy gửi tin nhắn WeChat cho mình, câu đầu tiên sẽ nói gì. Dù thế nào, hai điều ước này hôm nay rốt cục cũng có một điều ước thành hiện thực. Mà Thịnh Hoài Nam chỉ coi Lạc Chỉ là nữ học bá học cùng trường trung học mà thôi, chứ không có ấn tượng gì lắm. Nhưng điều kỳ lạ là lúc nói chuyện với cô ấy, anh luôn nhớ đến một cô bé mình đã từng gặp lúc nhỏ. Anh không nhớ rõ cô bé ấy trông như thế nào, chỉ nhớ cô ấy đã từng giúp mình ngăn chặn những đứa trẻ lớn bắt nạt mình. Bây giờ anh cũng bất giác tự hỏi, cô bé ấy bây giờ đang ở đâu, trông như thế nào. Tuy nhiên anh cũng chưa từng có ý định theo đuổi, bởi vì đối với anh, lãng mạn chính là không có sau đó. Hôm sau trong khóa học pháp lý, nhật ký của Lạc Chỉ theo gió lật qua lật lại trước mặt Thịnh Hoài Nam,
Cô không để ý tới mình đang nói chuyện điện thoại, vội vàng chạy về chỗ ngồi cất nhật ký đi. Lạc Chỉ lại rơi vào ảo tưởng ngọt ngào, tưởng tượng Thịnh Hoài Nam mời mình đi uống cà phê. Sau giờ học, Trương Minh Thụy bưng cà phê đến, vô tình lại trở thành người trợ giúp vô hình cho hai người. Cà phê đổ khắp người Lạc Chỉ, để cho cô có cơ hội nói chuyện với Thịnh Hoài Nam. Thầm mến một người chính là sẽ nhịn không được để ý mỗi một góc độ mỉm cười của đối phương, quý trọng mỗi một cơ hội cùng đối phương nói chuyện. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của Lạc Chỉ trên đường trở về ký túc xá bị hành động mập mờ của Qua Bích đánh tan. Tiết học hôm sau, Trương Minh Thụy muốn vì chuyện làm đổ cà phê lúc trước, chủ động mời Lạc Chỉ ăn kem xin lỗi. Lạc Chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thịnh Hoài Nam rời đi. Sự quan tâm rõ ràng như vậy khiến Trương Minh Thụy nhận ra cô cũng thích Thịnh Hoài Nam. Sau đó trong lúc nói chuyện, chủ đề của hai người vô tình xoay quanh Thịnh Hoài Nam. Lúc này Lạc Chỉ mới biết, cô gái tỏ tình với Thịnh Hoài Nam ở cửa siêu thị lần trước là Hứa Nhật Thanh, là cô gái mà Trương Minh Thụy thích. Lạc Chỉ vì vậy cảm thấy Trương Minh Thụy là một người rất tốt, không vì chuyện này mà giận lây sang Thịnh Hoài Nam, còn tiếp tục làm bạn với anh ấy. Thật sự rất hiếm có. Trên đường trở về, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lạc Chỉ thật sự cảm thấy Trương Minh Thụy là một người bạn đáng để kết giao. Thế nhưng đúng lúc này Thịnh Hoài Nam gửi tin nhắn tới, chúc Trương Minh Thụy chiến thắng trở về, khiến cảm giác này của Lạc Chỉ bị đánh tan, thậm chí còn khiến cô thấy phản cảm. Cô cho rằng Trương Minh Thụy cố ý hẹn mình ra ngoài trước mặt Thịnh Hoài Nam, lại không ngừng nói mình và anh ấy rất xứng đôi, bây giờ anh ấy lại gửi tin nhắn chúc phúc. Tuy cô không hiểu tâm tư con trai bọn họ, nhưng cũng xin đừng lấy cô ra làm trò đùa. Mà Trương Minh Thụy thì yêu cầu Thịnh Hoài Nam giải thích, có phải bởi vì mình thích Hứa Nhật Thanh, mà Hứa Nhật Thanh lại thích anh, cho nên anh mới muốn bù cho mình một cô bạn gái, để Lạc Chỉ cho mình đúng không? Rõ ràng anh có ý với Lạc Chỉ, ăn kem cũng muốn ăn cùng, sau đó lại giả vờ rộng lượng rời đi. Thịnh Hoài Nam giải thích mình không hề có ý đó, lúc đó chỉ là sực nhớ ra nên gửi tin nhắn mà thôi. Hơn nữa anh cũng chỉ là tò mò về Lạc Chỉ vì hai người học chung cấp 3, chứ còn nói là thích thì anh không nhận. Thịnh Hoài Nam sinh ra trong gia đình có điều kiện, bản thân lại vượt trội nên bên cạnh có rất nhiều người tặng quà, nịnh nọt. Thế nhưng anh cũng biết họ có người đến vì gia thế, có người đến vì lý lịch của anh, chứ không phải thật sự thích bản thân anh. Sau khi chia tay với Diệp Triển Nhan, Thịnh Hoài Nam chỉ cảm thấy mệt mỏi, anh bắt đầu không phân biệt được ai mới là người thật sự thích mình, vì thế dứt khoát không muốn tiếp xúc yêu đương nữa. Trương Minh Thụy có thể hiểu được tâm tình của Thịnh Hoài Nam, anh chỉ hy vọng nếu có một ngày Thịnh Hoài Nam thật sự rung động với Lạc Chỉ, mình sẽ là người đầu tiên biết chuyện. Về phần tin nhắn khiến Lạc Chỉ hiểu lầm, anh nhắc nhở Thịnh Hoài Nam nên chủ động giải thích. Bên này trước cửa siêu thị, Qua Bích đang cầm hoa dây dưa với Lạc Chỉ nhờ cô giúp mình tặng cho Giang Bách Lệ. Nhưng hẹn hò hơn một năm, anh ta lại không biết bạn gái mình dị ứng với phấn hoa. Hơn nữa Qua Bích vẫn luôn mập mờ với các nữ sinh khác, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Giang Bách Lệ, khiến Lạc Chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô tức giận ném bó hoa vào thùng rác, hành động này đã chọc giận Qua Bích. Ngay khi hai người đang cãi nhau, Thịnh Hoài Nam đi ngang qua nơi này giúp cô giải vây. Trên tay anh cầm bóng rổ, thế nhưng trên người không hề có mồ hôi. Rõ ràng anh không mang cặp sách, lại một đường đi theo Lạc Chỉ tới thư viện. Bất kỳ biểu hiện nào cũng đủ để nói rõ anh không chỉ đơn thuần đi ngang qua. Lạc Chỉ thẳng thắn vạch trần sự cố ý của Thịnh Hoài Nam, Thịnh Hoài Nam nghe vậy cũng không phủ nhận. Từ đó về sau, hai người có vô số chủ đề chung nói mãi không hết, bất luận là đi bộ hay là ăn cơm, bọn họ đều thời thời khắc khắc thông qua WeChat nói chuyện với nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Có lẽ không thể làm quen thời trung học là chấp niệm trong lòng Lạc Chỉ, nhưng quen biết trước mắt đã đủ để bù đắp tiếc nuối của cô. Mà Giang Bách Lệ tuy rằng nhất thời giận dỗi cự tuyệt lời xin lỗi của Qua Bích, nhưng rất nhanh liền hối hận, dù sao đây là lần đầu tiên hắn tặng hoa xin lỗi từ khi hẹn hò tới nay, còn lo lắng nếu như mình làm giá quá, hắn sẽ không tặng hoa cho mình nữa. Lạc Chỉ thấy vậy, liền cố ý đặt một bó hoa gửi đến cho Giang Bách Lệ, giả bộ như là Qua Bích xin lỗi lần nữa. Điều này khiến Giang Bách Lệ vô cùng kích động, ôm bó hoa sen đá hưng phấn đi vòng quanh trường học khoe hạnh phúc. Sau đó ở trong căng tin, Giang Bách Lệ và Lạc Chỉ vô tình gặp Qua Bích. Nhân lúc Giang Bách Lệ đi lấy đồ ăn, Qua Bích lại bắt đầu trêu chọc Lạc Chỉ, khiến chịu không nổi tức giận rời đi. Giang Bách Lệ thấy vậy vội vàng đuổi theo, thay bạn trai xin lỗi cô. Lạc Chỉ cảm thấy không đáng cho Giang Bách Lệ, rõ ràng cô quan tâm hắn như vậy, thế nhưng hắn lúc nào cũng đi khắp nơi thả thính con gái. Giang Bách Lệ tự nhận cũng là do mình hèn, không thể rời xa hắn ta. Qua Bích là nam thần của hội sinh viên, cho nên mọi người xung quanh đều khuyên cô nên biết thỏa mãn nhượng bộ. Chỉ có Lạc Chỉ là thật lòng nghĩ cho cô, cũng thật lòng coi cô là bạn thân. Vì vậy cô không muốn nhìn thấy người bạn thân nhất và bạn trai bất hòa với nhau. Lạc Chỉ thấy vậy cũng chỉ đành bó tay. Lúc này hai người nhìn thấy bạn học Trịnh Văn Thụy khoa máy tính đi tới. Cô ấy tính tình cục xúc, chẳng chơi được với ai, kỳ lạ đủ điều, cho nên thường bị người ta gọi là kẻ lập dị. Hai người vốn định rời đi, kết quả Trịnh Văn Thụy vội vàng ngăn lại, cô ta muốn rủ Lạc Chỉ ăn cơm chung. Trịnh Văn Thụy cũng thầm mến Thịnh Hoài Nam, chú ý tất cả mọi chuyện của đối phương, kết quả sau khi tỏ tình lại bị từ chối thẳng thừng. Nhưng cô ta chẳng những không từ bỏ tình cảm trong lòng, ngược lại trở nên càng ngày càng cố chấp, coi tất cả những người thích Thịnh Hoài Nam là tình địch, trong đó có cả Lạc Chỉ, nói ra những lời rất quá đáng với cô. Trịnh Văn Thụy còn từng trộm nhật ký của Lạc Chỉ, chữ viết trên đó khiến trong lòng cô phẫn hận không cam lòng, đem cảm xúc hóa thành đầu bút vạch nát nhật ký. Ngay khi Lạc Chỉ mang theo trái tim sao động bất an lại mừng như điên chậm rãi tới gần Thịnh Hoài Nam, thì ở phía sau bọn họ, Trịnh Văn Thụy cũng đang chuẩn bị phá hư tất cả những gì Lạc Chỉ khổ tâm tạo nên. Lạc Chỉ bình thường vẫn làm gia sư bán thời gian, hôm nay tạm thời được ủy thác chăm sóc bọn trẻ đi chơi ở Dreamland. Kết quả lại trùng hợp gặp Thịnh Hoài Nam cũng cùng bạn bè đến đây.
Không biết là anh thực sự không thích chuyến đi chơi này hay là trong tiềm thức muốn ở chung với Lạc Chỉ. Nói tóm lại, anh đã dùng kem mua chuộc hai đứa nhỏ, nhận được sự cho phép cùng đi chơi. Lạc Chỉ từng ảo tưởng qua rất nhiều lần không hẹn mà gặp, lại không ngờ thật sự có một ngày mộng đẹp trở thành sự thật. Cô nhịn không được nhéo hai má của mình, cảm giác đau đớn khiến cô xác định Thịnh Hoài Nam trước mắt là thật sự tồn tại. Giữa hai đứa trẻ thường hay có mâu thuẫn cãi vã, Lạc Chỉ không ngờ Thịnh Hoài Nam cũng rất biết dỗ trẻ con. Chỉ hai ba câu nói đã khiến cho anh trai chủ động xin lỗi, cũng bắt đầu có ý thức trách nhiệm bảo vệ em gái. Thịnh Hoài Nam sẽ một mình đi xếp hàng, để Lạc Chỉ dẫn bọn trẻ đi chơi các trò chơi khác trước, cũng sẽ ngồi xổm xuống thắt dây giày cho Lạc Chỉ. Mỗi một loại chu đáo đều làm cho cô càng thêm chìm đắm, thậm chí anh còn đưa nước mình đã uống qua cho cô. Có lẽ người đưa vô tâm, nhưng lại làm cho người nhận rất khó không có ý nghĩ khác. Một chuyến tàu lượn siêu tốc thú vị sẽ buộc hai người đến gần nhau hơn, quán tính sẽ khiến hai người vốn không quen thuộc tiến lại gần nhau một cách tự nhiên. Cũng không biết là do tốc độ tàu lượn siêu tốc hay là hai người vô thức khoác tay nhau, làm cho trái tim Lạc Chỉ cảm giác giống như thật sự bay lên. Bên này Diệp Triển Nhan đến ký túc xá tìm Thịnh Hoài Nam, nhưng lại từ Trương Minh Thụy biết được anh ấy đã đến Dreamland, hơn nữa còn gặp được Lạc Chỉ. Nói xong còn lấy ra ảnh chụp đưa cho cô xem. Từ sau khi chia tay, Diệp Triển Nhan vẫn không muốn Thịnh Hoài Nam có tình yêu mới, cho nên biết được tin này càng thêm khó có thể chấp nhận. Cô ta lập tức đến tìm Đinh Thủy Tịnh tố khổ. Ngày đó tại bệ cửa sổ trường học Trấn Hoa, Diệp Triển Nhan nhìn thấy Lạc Chỉ ngồi đó cách một tấm kính nói chuyện với Thịnh Hoài Nam. Ngay khi Thịnh Hoài Nam hỏi tên Lạc Chỉ, cô ấy lại vội vàng chạy đi. Kết quả cũng vì vậy khiến Thịnh Hoài Nam nhận nhầm Diệp Triển Nhan thành người vừa nói chuyện với mình, mà cô ta cũng không hề phủ nhận, từ đó nơi này cũng trở thành căn cứ bí mật của hai người. Bọn họ mới bởi vậy mà trở thành người yêu. Trong lòng Diệp Triển Nhan hiểu rõ, tình cảm của cô và Thịnh Hoài Nam được xây dựng trên sự lừa dối, cũng là thành quả cô trộm được của Lạc Chỉ. Lần chia tay này chẳng qua là bởi vì bố mẹ Thịnh ra phản đối, Diệp Triển Nhan vốn tưởng Thịnh Hoài Nam sẽ vì mình mà chống đối gia đình, ai ngờ mình vừa dẫn dỗi vài câu anh ấy liền lùi bước luôn. Thế nhưng cô ta vẫn chưa buông tay, làm sao cam tâm nhường cho Lạc Chỉ. Mà Đinh Thủy Tịnh yêu thầm Lạc Dương anh trai của Lạc Chỉ, nhưng lại không nhận được đáp lại. Cô vốn tưởng rằng thân là bạn bè, Lạc Chỉ lại yêu thầm Thịnh Hoài Nam thì sẽ là người có thể hiểu được cảm nhận của mình nhất. Ai ngờ Lạc Chỉ lại ở thời điểm cô buồn nhất, ngay cả WeChat cũng khinh thường trả lời. Từ đó Đinh Thủy Tịnh và Diệp Triển Nhan trở thành bạn thân, hôm nay nghe đối phương đến tố khổ. Hai người ăn khớp với nhau sẽ không để Lạc Chỉ được như ý, rất nhanh Thịnh Hoài Nam nhận được tin nhắn của Diệp Triển Nhan. Cô ta không ngừng nói xấu Lạc Chỉ, miêu tả Lạc Chỉ là người dối trá không chịu nổi như thế nào, còn nói Lạc Chỉ tiếp cận anh là có mục đích. Thịnh Hoài Nam nhìn điện thoại thất thần hồi lâu, rõ ràng là rất để ý nội dung tin nhắn. Mà Lạc Chỉ không nhìn thấy nội dung, chỉ nhìn thấy là Diệp Triển Nhan gửi tới, trái tim cũng bắt đầu thấp thỏm. Sau khi về đến ký túc xá, Thịnh Hoài Nam bày tỏ nói chuyện với Lạc Chỉ rất vui, cô rất tốt, cảm thấy hai người hình như có thể trở thành bạn rất tốt của nhau. Điều này khiến Lạc Chỉ rất thất vọng, cô chưa từng nghĩ đến, sự ngọt ngào và hạnh phúc hôm nay tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cô tin tưởng mình rất tốt, tốt đến mức có tư cách được anh dắt tay, nhưng không tốt đến mức được anh dắt tay mãi mãi. Sau khi về đến phòng, Lạc Chỉ giống như cô bé lọ lem mất đi xe bí ngô và giày thủy tinh, một lần nữa bị kéo về hiện thực. Chính là bởi vì cảnh trong mơ rất đẹp, cho nên khiến người ta chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại, cũng sẽ bởi vì trở lại hiện thực mà thất hồn lạc phách. Lạc Chỉ cảm giác mình giống như một kẻ ngốc, ở bên cạnh Thịnh Hoài Nam nở nụ cười cả ngày. Sau khi trở về, thứ nhận được vẫn là sự lạnh lùng như cũ. Đồng thời Thịnh Hoài Nam bên này tâm trạng cũng không tốt, không biết là bởi vì anh không muốn tin vào nội dung tin nhắn của Diệp Triển Nhan, hay là khó chịu vì cô ta dây dưa không rõ. Lúc này anh chỉ hận không thể coi bóng chày trước mắt như phiền não đánh bay càng xa càng tốt. Thịnh Hoài Nam khó có thể chấp nhận để cho Diệp Triển Nhan coi mình là người gọi thì đến đuổi thì đi, nhưng cũng không cách nào coi tình cảm như đồ vật nói ném lá có thể ném. Đêm đó, tâm trạng của Lạc Dương cũng nặng nề không kém em gái Lạc Chỉ. Lần này anh tới Hạ Môn họp, sau khi nhận được lời mời của Đinh Thủy Tịnh, rõ ràng vẫn nhịn không được chạy tới điểm hẹn. Thế nhưng anh chỉ trốn ở trong góc lén nhìn cô ấy cách đó không xa. Thời trung học, Đinh Thủy Tịnh là người mẫu hội họa, rõ ràng lúc ấy cô đang cười, nhưng Lạc Dương lại biết trong lòng cô đang khóc. Bởi vì giọt nước mắt đen trên bức tranh đó, Đinh Thủy Tịnh mới có dũng khí quyết định học lại nghệ thuật. Cho dù bố mẹ phản đối, cô cũng có thể vì Lạc Dương, vì giấc mơ của mình mà chống lại cả thế giới. Kết quả không ngờ Lạc Dương lại lựa chọn từ bỏ giấc mơ nghệ thuật. Lạc Dương hồi tưởng lại quá khứ, cuối cùng vẫn không bước ra gặp Đinh Thủy Tịnh. Bên này Giang Bách Lệ cũng khóc cùng Lạc Chỉ, thật ra cô biết rõ mình thích Qua Bích nhiều năm, thế nhưng hắn từ trước tới giờ chưa từng nói yêu mình, mà trong lòng hắn vẫn luôn yêu một cô gái khác tên Trần Mặc Hàm. Chỉ cần cô ấy quay đầu lại thôi, Qua Bích chắc chắn sẽ lập tức chạy về phía cô ấy. Đêm nay, mỗi người đều bởi vì mối quan hệ cầu mà không có được của mình mà mất mát thương tâm. Vì 15 năm chờ đợi, vì thật vất vả mới kéo gần khoảng cách 0,6 cm kia. Lạc Chỉ sáng sớm đã tràn ngập ý chí chiến đấu đi tới ký túc xá nam, muốn hỏi Thịnh Hoài Nam vì sao hôm qua lại nắm tay mình. Thế nhưng có lẽ là do vận mệnh, duyên phận chưa tới, Lạc Chỉ lại chậm hơn Diệp Triển Nhan một bước. Diệp Triển Nhan bày tỏ sự hối hận, muốn cùng Thịnh Hoài Nam bắt đầu lại từ đầu, sau đó còn đưa anh đến gặp Đinh Thủy Tịnh. Hai người không ngừng nói xấu Lạc Chỉ, vu khống cô ấy cố ý tiếp cận Thịnh Hoài Nam có ý đồ. Tất cả mọi sự tình cờ gặp gỡ hay là ăn ý giữa hai người đều là Lạc Chỉ sớm chuẩn bị sẵn, quan sát lâu lắm rồi. Thịnh Hoài Nam nghe vậy nhớ ra hôm mình và Diệp Triển Nhan chia tay, Lạc Chỉ vừa vặn đi ngang qua nhà hàng. Khi đó Diệp Triển Nhan đã khóc cảnh cáo Thịnh Hoài Nam không được ở bên Lạc Chỉ.
Tuy nhiên giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy lạ, tại sao khi đó cô lại để tâm đến Lạc Chỉ như vậy. Diệp Triển Nhan giải thích bởi vì thành tích của Lạc Chỉ quá xuất sắc nên mình mới có chút đố kỵ, nên khi chia tay mới nói linh tinh. Mắt thấy Thịnh Hoài Nam vẫn còn nghi ngờ, Đinh Thủy Tịnh lại lấy ảnh chụp nhật ký của Lạc Chỉ ra cắt câu lấy nghĩa, hoàn toàn xúc phạm đến phần tình cảm ẩn giấu 15 của cô ấy. Thịnh Hoài Nam xem xong không còn biểu hiện gì nữa, chứng tỏ đã tin lời bọn họ vài phần. Cả ngày hôm nay Lạc Chỉ như người mất hồn, dũng khí vốn có đã sớm tan thành mây khói. Tình cảm chờ đợi 15 năm, ba chữ Thịnh Hoài Nam đối với cô đã sớm đánh một dấu bằng với kiên nhẫn chờ đợi rồi. Cô tự an ủi mình hãy tiếp tục chờ đợi, cho dù không đợi được Thịnh Hoài Nam chủ động đưa ra kết quả, cô cũng sẽ không mất gì cả. Hôm nay trong cuộc tranh biện các trường đại học phía Nam, chủ đề tranh biện là tình yêu là vô tư hay ích kỷ. Thịnh Hoài Nam thuộc đội phản đối với quan điểm tình yêu là ích kỷ. Anh nhớ lại hành động của Diệp Triển Nhan, bao gồm cả hành vi thầm mến của Lạc Chỉ, sau đó chuyển tất cả thành bài phát biểu tổng kết. Có lẽ đúng như Thịnh Hoài Nam đã nói, bất luận là Diệp Triển Nhan không cam lòng hay là anh cho rằng tình cảm thầm mến của Lạc Chỉ là căn cứ và hồi đáp. Dù trong tình yêu động cơ của họ là gì, họ đều sẽ nảy sinh tình cảm trên tiền đề bản thân được lợi. Anh không tin nếu như mình thầm yêu một người mà người ta không đáp lại, mình vẫn có thể duy trì tình cảm trả giá lâu dài. Nếu vậy kiểu tình cảm đơn phương này còn gọi là tình yêu hay không? Về câu hỏi này Lạc Chỉ không có đáp án, cô đã quen coi mình là đà điểu, trong tình cảm không tự chủ được, yên lặng chú ý thích Thịnh Hoài Nam. Nhưng mà mặc dù vậy, cô làm sao lại không chờ đợi tình yêu thầm của mình được đáp lại cơ chứ? Mà Diệp Triển Nhan thấy luận điểm hôm nay của Thịnh Hoài Nam vô cùng sắc bén, không giống dáng vẻ hiền lành thường ngày, không biết là nhằm vào mình hay là thầm mỉa mai Lạc Chỉ. Thế nhưng bất kể Thịnh Hoài Nam có tin lời vu khống của Diệp Triển Nhan đối với Lạc Chỉ hay không, anh vẫn giữ khoảng cách với Diệp Triển Nhan, lại càng không bởi vì cô ta không thích mà từ bỏ khóa học pháp luật chung với Lạc Chỉ. Anh nói thẳng đường của mình sẽ tự đi, cô ta vẫn cứ quản tốt chuyện của mình đi thì hơn. Mà kể từ lần trước đi Dreamland, hai đứa nhỏ rất thích Thịnh Hoài Nam. Mẹ đứa nhỏ muốn mời anh ấy làm gia sư, nhờ Lạc Chỉ chuyển lời. Đây cũng là lý do duy nhất để Lạc Chỉ có thể liên lạc với Thịnh Hoài Nam. Kết quả anh lại kiếm cớ bận học để từ chối. Anh nói mình cũng rất thích bọn trẻ, có thời gian thì sẽ đến chơi với hai đứa, nhưng sẽ không lấy tiền. Câu nói này đã hoàn toàn đánh nát lòng tự trọng của Lạc Chỉ. Chẳng lẽ lấy tiền là hèn hạ hay sao? Bởi vì điều kiện gia đình có hạn, cho nên Lạc Chỉ ngay cả một quyển sách cũng không mua nổi. Nhưng quyển sách này lại dễ dàng bị Thịnh Hoài Nam mua đi. Bất luận Thịnh Hoài Nam là vì giữ khoảng cách với Lạc Chỉ hay là quả thực bận rộn đến mức không thể làm thêm, nhưng việc anh coi thường tiền lương chính là lý do khiến Lạc Chỉ không ngừng rơi nước mắt. Giống như bất cứ chuyện gì dính vào tiền đều sẽ trở nên dơ bẩn không chịu nổi, ngay cả Lạc Chỉ cũng bị ô nhiễm. Trương Minh Thụy nhìn thấy cô như vậy, không biết làm sao chỉ đành đưa lưng về phía Lạc Chỉ, đồng thời nhắn tin cho người khởi xướng Thịnh Hoài Nam, bảo đối phương gây ra thì tự mình giải quyết đi. Thịnh Hoài Nam vốn định an ủi Lạc Chỉ, nhưng mà những lời Diệp Triển Nhan nói còn văng vẳng bên tai, tin nhắn vốn đã viết xong cuối cùng cũng không gửi đi. Lạc Chỉ vô số lần hối hận, ảo tưởng nếu như lần đầu tiên gặp mặt, sẽ đem tình cảm thầm mến 15 năm nói cho Thịnh Hoài Nam, hỏi đối phương có còn nhớ rõ lời hứa hẹn lúc nhỏ đã từng nói với cô bé đó hay không. Nhưng trong hiện thực, cô không thể đối mặt với khả năng bị Thịnh Hoài Nam từ chối, không thể đối mặt với những ký ức mà cô coi như chân bảo, trong lòng đối phương không hề có giá trị. Lại càng sợ Thịnh Hoài Nam hiểu lầm tình yêu thầm 15 năm của mình là một loại nhìn trộm và có tâm cơ khác. Hôm sau là trận chung kết cuộc tranh biện các trường đại học, Diệp Triển Nhan thấy Lạc Chỉ muốn chạy trốn thì mạnh mẽ giữ lại, Trịnh Văn Thụy đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Lạc Chỉ ngồi ở giữa bọn họ như một chiếc bánh sandwich, bị người ta coi như đề tài câu chuyện chỉ trỏ. Chủ đề cuộc thi hôm nay là lời nói dối thiện ý, cho dù Lạc Chỉ hiểu được trọng điểm của cuộc thi tranh biện là logic, nhưng khi người dự thi là Thịnh Hoài Nam, cô vẫn không thể dùng lý trí để nhìn nhận luận điểm. Trong ảo tưởng của Lạc Chỉ, cô rất muốn phản bác quan điểm tranh luận của Thịnh Hoài Nam, lời nói dối thiện ý chưa bao giờ tạo thành tổn thương đối với bất luận kẻ nào, tại sao không thể được tha thứ? Nhưng trong tiếng vỗ tay của mọi người cô dần tỉnh táo lại, lần nữa bị kéo về hiện thực, cô lại biến thành đà điểu mất đi dũng khí. Lúc này Trương Minh Thụy lấy cớ giáo sư có việc, lừa Lạc Chỉ ra khỏi hội trường, mới khiến cô có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. Hôm nay Giang Bách Lệ một lần nữa vì chuyện của Qua Bích mà buồn bã khóc lóc. Nguyên tắc sống của cô vốn là không được khóc quá 10 phút, con gái quan trọng nhất là phải biết yếu đuối đúng lúc, phải biết chừng mực, đừng làm ra hành động khiến người ta xem thường. Thế nhưng lần này cô đã khóc quá 10 phút, có lẽ nỗi đau vốn tích tụ trong lòng cô càng ngày càng nhiều, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến trái tim cô tổn thương. Mà trong lúc bất tri bất giác, Thịnh Hoài Nam không tự chủ được mà để ý bóng dáng Lạc Chỉ, khi ở thư viện không hẹn mà gặp, khiến anh nhịn không được dõi theo. Nhìn thấy cô viết gì đó trên cửa kính, thậm chí anh còn lại gần hà hơi, muốn xem rốt cuộc cô ấy viết cái gì. Trong giờ học, Thịnh Hoài Nam rất tự nhiên cướp đoạt vị trí vốn thuộc về Trương Minh Thụy, ngồi ở bên cạnh Lạc Chỉ. Ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện, vì sao khi Lạc Chỉ muốn đem chỗ ngồi của mình trả lại cho Trương Minh Thụy, mình lại muốn ngăn cản như vậy. Ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa giảm xuống còn 0,6 cm. Thịnh Hoài Nam chủ động phá vỡ sự im lặng, nói chuyện với Lạc Chỉ trên sổ ghi chép. Lúc này Lạc Chỉ vẫn đề cử bộ phim truyền hình Chỉ Còn Ngày Hôm Qua, khiến Thịnh Hoài Nam nhớ lại cuộc trò chuyện trên bệ cửa sổ trường trung học Trấn Hoa năm đó, hạt giống hoài nghi cũng cứ như vậy chôn ở trong lòng anh. Buổi chia sẻ cuối năm của cựu sinh viên tương đương với một buổi hội thảo phỏng vấn xin việc, nếu thể hiện tốt sẽ được các chủ doanh nghiệp ưu ái, đây là một cơ hội hiếm có để tìm được công việc tốt. Hội sinh viên không mời được Trần Tổng nên đã giao trọng trách mời con gái của Trần Tổng là Trần Mặc Hàm cho Qua Bích. Từ khi bước vào cổng trường đại học, Qua Bích và Trần Mặc Hàm không còn gặp lại nhau nữa,
lần này chắc chắn là cơ hội cuối cùng để anh bày tỏ tình cảm của mình. Vì thế sau đó khi hắn đến gặp Giang Bách Lệ, đột nhiên tỏ ra chiều chuộng với mọi sự làm nũng của cô. Giang Bách Lệ hiểu rõ qua Bích, hắn tự dưng tốt như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó có lỗi với mình, nên mới muốn bù đắp, vì thế bảo hắn có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng cho mình kẹo rồi lại vả mặt mình. Quả nhiên ngay sau đó cô nhận được lời chia tay của hắn ta. Mặc dù Giang Bách Lệ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hiện thực tới, cảm xúc của cô làm sao có thể bình tĩnh được, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Kết thúc tiết học pháp luật, mặc dù là Trương Minh Thụy xúi dục Thịnh Hoài Nam mời Lạc Chỉ ăn cơm trưa, nhưng sau khi cô đồng ý, bộ dáng vui sướng của Thịnh Hoài Nam đã bại lộ sự mong đợi trong lòng anh. Nhưng mà đang lúc ba người bàn xem nhà hàng nào ăn ngon thì bị Qua Bích chạy tới cắt ngang. Hắn vì muốn thoát khỏi Giang Bách Lệ dây dưa, cố ý lôi kéo Thịnh Hoài Nam đi bàn chuyện hội cựu sinh viên. Mà Lạc Chỉ thấy tâm trạng bất ổn của Giang Bách Lệ, cũng lập tức kéo cô ấy rời đi. Lạc Chỉ sau khi biết được Giang Bách Lệ đã bị đá, lập tức kéo cô ấy đến bờ sông vắng người, cổ vũ cô ấy hãy tha hồ mà phát tiết. Thế nhưng chính bản thân Lạc Chỉ lại không dám có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình. Lúc trước, Giang Bách Lệ đã từng giống như fan hâm mộ kiêm người hầu bên cạnh Trần Mặc Hàm, chủ động thu xếp tất cả việc vặt cho đối phương, bao gồm cả việc đi đường vòng để giao bữa sáng. Bộ dáng chơi đàn của Trần Mặc Hàm ở trong lòng cô giống như một nữ thần bất khả xâm phạm. Mặc dù Trần Mặc Hàm là tình địch của mình, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy oán giận hay ghen tị. Sau lưng mỗi người đều có một đôi mắt không muốn rời đi. Qua Bích và Trần Mặc Hàm là gia đình Thế Giao, cũng là thanh mai trúc mã. Từ lúc 10 tuổi, anh nhìn cô dùng tiếng Pháp gọi món, nhất cử nhất động đều tràn ngập ưu nhã khiến anh mê mẩn. Từ đó chỉ cần ở đâu có Trần Mặc Hàm thì sẽ không thể thiếu sự tồn tại của Qua Bích. Một lần Giang Bách Lệ bị người qua đường đụng phải làm hỏng hộp cơm giữ nhiệt của Trần Mặc Hàm, Qua Bích lập tức ra tay cứu giúp. Loại anh hùng cứu mỹ nhân chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích này, cũng chỉ là Qua Bích muốn lợi dụng Giang Bách Lệ để tiếp cận Trần Mặc Hàm mà thôi. Thế nhưng đối với Giang Bách Lệ, hành động này đã khiến cô nhất kiến trung tình, trở thành một đôi mắt sau lưng anh. Đáng tiếc trong mắt và trong lòng Qua Bích đều chỉ có Trần Mặc Hàm, căn bản không hề có cô. Hôm khai giảng tân sinh viên, Trần Mặc Hàm ở trước mắt bao người đồng ý lời tỏ tình của Qua Bích, nhưng ngay sau đó liền phủ nhận quan hệ của hai người, chỉ nói hôm đó vì không muốn anh phải mất mặt nên mới làm như vậy. Chuyện này trở thành nguyên nhân khiến Giang Bách Lệ và Trần Mặc Hàm tuyệt giao. Rất nhanh tin tức Qua Bích bị đá ngay sau khi tỏ tình đã truyền khắp hai trường đại học. Sau đó Giang Bách Lệ mỗi ngày đều đi tìm từng quán ba một, đưa Qua Bích say như chết về nhà. Ngay cả chuyện Qua Bích đồng ý hẹn hò với Giang Bách Lệ cũng bởi vì Trần Mặc Hàm làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Tình yêu của Giang Bách Lệ chỉ là một ván cược giữa hai người bọn họ, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Qua Bích đã sớm trở thành món ăn tinh thần của cô, một khi mất đi liền đồng nghĩa với mất đi suối nguồn sinh mệnh. Là chỉ tự hỏi mình cũng không có tư cách khuyên Giang Bách Lệ buông tay, bởi vì bản thân cô 15 năm nay cũng chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay. Hôm sau trong lớp học, Trương Minh Thụy thấy trợ giảng bắt chuyện với Lạc Chỉ, liền thuận miệng hỏi có phải người ta thích cô rồi hay không. Kết quả Thịnh Hoài Nam lập tức nói người đó cuộc sống riêng chẳng ra làm sao cả. Điều này khiến Trương Minh Thụy ngạc nhiên, bởi vì anh chưa bao giờ đánh giá người khác, bây giờ lại mở miệng xỉa sói như này quả thực kỳ lạ. Sau tiết học, Trương Minh Thụy muốn rủ Lạc Chỉ cùng đi siêu thị, nhưng cô lại nói mình phải đến thư viện để soạn bài đi dạy gia sư. Trương Minh Thụy bảo cô là học bá, chỉ cần tùy tiện nói vài câu là được rồi, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Lạc Chỉ lập tức phản bác, cô nói mình rất nghiêm túc với công việc này, phải cố gắng để xứng với mức lương mình nhận được. Thịnh Hoài Nam nghe vậy, cho rằng cô vẫn còn giận mình vì tin nhắn lúc trước, vì thế sau khi trở về liền nhắn tin hẹn cô đi ăn. Mà lúc này Diệp Triển Nhan đang bị người theo đuổi dây dưa, ở bên đường vô tình quen biết người si mê toán học Trác Thần. Trong mắt Trác Thần, mọi tình yêu đẹp đẽ đều có thể dùng toán học để so sánh, nhất thời trong lúc vô tình thu hút sự chú ý của Diệp Triển Nhan. Bên này Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ đến nhà hàng. Lạc Chỉ dùng ba chiếc đũa ăn cơm, vừa nói vừa cười nhắc tới chuyện cũ hồi nhỏ, kỳ thật đều là quá khứ và thói quen Thịnh Hoài Nam đã trải qua. Từ sau khi cô nghe được, cũng học dùng ba chiếc đũa ăn cơm, cố gắng dùng phương thức như vậy kéo gần khoảng cách với anh. Thịnh Hoài Nam nhìn Lạc Chỉ trước mắt, luôn nhớ tới cô bé từng gặp trong hôn lễ của người thân. Đáng tiếc thời gian đã lâu, anh đã không nhớ rõ bộ dáng của đối phương. Lạc Chỉ cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng hai tay bất an và gót chân hơi nhấc lên dưới bàn của cô đã bộc lộ đầy đủ tâm trạng thấp thỏm lúc này của cô. Lạc Chỉ hy vọng Thịnh Hoài Nam có thể nhận ra mình biết bao, hy vọng anh có thể nhớ rõ lời hứa đã từng hứa. Nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ thất vọng, Thịnh Hoài Nam bất luận như thế nào cũng không nhớ nổi mình đã từng nói cái gì. Mà thật ra dù là ba chiếc đũa hay là không ăn thịt mỡ, bao gồm cả câu nói lãng mạn chính là không có sau đó, cũng đều là do cô tự mình bịa ra, là cô cố tình tạo ra sự ăn ý để tiếp cận Thịnh Hoài Nam. Nhưng cô không thể giống như anh ấy, đắm chìm trong sự ăn ý của lời nói dối này, chỉ có thể bị giày vò trong sự lừa dối. Nhưng Lạc Chỉ không biết chính là, đoạn thời gian khi còn bé kia đối với Thịnh Hoài Nam mà nói là có sau đó, đã có rất nhiều lần, chỉ cần đi ngang qua quảng trường đó anh đều bất giác dừng lại. Anh biết xác suất gặp lại cô bé đó lần thứ hai quả thực khó mà dự đoán được, nhưng anh vẫn nhớ mãi từng có một cô bé bảo vệ mình vô điều kiện, khiến anh thật sự muốn nắm tay cô ấy, giữ cô ấy lại bên mình, hy vọng một ngày nào đó bọn họ có thể không hẹn mà gặp. Bên này Qua Bích liên lạc với Trần Mặc Hàm, thề son sắt là mình đã chia tay với Giang Bách Lệ, trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô. Lúc đó ở bên Giang Bách Lệ chỉ là kích động nhất thời mà thôi, hy vọng cô cho mình thêm một cơ hội. Nghe được đối phương đồng ý gặp mặt hắn vô cùng vui sướng, mà giờ phút Giang Bách Lệ đang đứng ở phía sau hắn hèn mọn. Cô không có khóc nháo, không có cầu xin,
chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, trong lòng tự an ủi chính mình cái gì cũng không có nghe thấy. Cô liều mạng chạy trốn, sợ bị Qua Bích đuổi kịp, sợ giống như hiện thực trước mắt, sau khi bị anh đuổi kịp lại phải đối mặt với sự thật chia tay. Nhưng cuối cùng cô cũng không kìm được bật khóc, trút ra hết những nỗ lực của mình từ trước đến nay, khóc lóc lên án sự ích kỷ của Qua Bích. Qua Bích biết hành vi cặn bã của mình, nhưng bảo hắn từ bỏ Trần Mặc Hàm, dường như chính là phản bội tình cảm mười mấy năm của mình. Điều này hắn không thể làm được. Ai ngờ Giang Bách Lệ rất nhanh lại lau khô nước mắt, cố gắng nặn một nụ cười nói tiết học ngày mai mình vẫn sẽ giữ chỗ cho hắn. Qua Bích thấy vậy thì rất bất đắc dĩ. Đến đêm khuya, Giang Bách Lệ mới trở lại ký túc xá như cái xác không hồn, sau đó nằm ở trên giường Lạc Chỉ, không ngừng nhắc nhở mình phải ngủ nhanh một chút, nếu không ngày mai sẽ không thể dậy sớm giữ chỗ cho Qua Bích. Trong tình yêu, có lẽ Giang Bách Lệ so với Lạc Chỉ càng thêm hèn mọn, ít nhất Lạc Chỉ trong lúc thầm yêu còn có thể lựa chọn không từ bỏ phẩm giá của mình. Hôm sau, Trương Minh Thụy biểu diễn ảo thuật cho Hứa Nhật Thanh xem. Kết quả công sức vất vả luyện tập bao đêm của anh, thế nhưng trong mắt cô lại không đáng một xu. Trong lòng Hứa Nhật Thanh chỉ có Thịnh Hoài Nam tồn tại. Cô không tin Thịnh Hoài Nam không có tình cảm với mình, nếu không tại sao lại like Weibo của mình? Tại sao lại lộ ra nụ cười dịu dàng với cô? Tại sao lại khoác áo khoác cho cô khi cô đọc sách ngủ quên? Sau đó bên ngoài thư viện, Hứa Nhật Thanh tận mắt nhìn thấy hành vi thân mật của Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ, nhịn không được chất vấn mới biết được, tất cả đều chỉ là một hồi hiểu lầm. Nụ cười của Thịnh Hoài Nam đối với ai cũng giống nhau, áo khoác là của Trương Minh Thụy. Ngay cả cái like cũng là Trương Minh Thụy lén dùng điện thoại của Thịnh Hoài Nam làm, tất cả chỉ là vì để cho Hứa Nhật Thanh vui vẻ mà thôi. Giờ phút này Hứa Nhật Thanh cảm thấy mình trở thành một tên hề, khiến cô mất hết mặt mũi trước mặt bạn cùng trường, vô cùng phẫn nộ rời đi. Tốt với Hứa Nhật Thanh là bí mật Trương Minh Thụy muốn bảo vệ, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cho dù mình ở trong mắt cô là người tàng hình cũng sẽ không tiếc. Nhưng hôm nay lời nói dối bị Thịnh Hoài Nam vạch trần, Trương Minh Thụy nhất thời kích động ra tay cho anh một đấm. Sự việc bất ngờ khiến Thịnh Hoài Nam trở tay không kịp, tâm tình phiền muộn anh mang theo Lạc Chỉ đi tới sân thượng trường học, lần đầu tiên chia sẻ căn cứ bí mật của mình với người khác. Anh phấn khích kể về cô gái mình tình cờ gặp ở chỗ này, giọng hát của cô ấy hay như thế nào, cùng với lời nhắn ăn ý trên tường kia. Cô gái này thật ra là Lạc Chỉ, nghe anh nói vậy trong lòng cô vui mừng khôn xiết, bởi vì nhất cử nhất động của mình đều khiến trái tim anh rung động. Nhưng cô lại không có tự tin thừa nhận mình chính là cô gái trong lòng anh. Rõ ràng không cần nói dối, giữa bọn họ cũng đã có sự ăn ý, nhưng Lạc Chỉ lại không dám đối mặt với duyên phận chân thật này. Giữa Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ, một lần nữa khôi phục lại quá khứ, dùng sở thích đặc biệt của bọn họ hiểu rõ lẫn nhau. Diệp Triển Nhan châm ngòi ly gián dường như cũng không có tác dụng, Thịnh Hoài Nam mỗi lần chỉ cần tới gần Lạc Chỉ, đều không tự chủ được muốn tiếp tục loại quan hệ tốt đẹp này. Chủ đề nói chuyện của bọn họ từ loại côn trùng may mắn cho đến giải thích tình yêu là gì bằng sự lãng mạn của dân luật, tình yêu của học bá luôn làm cho người bình thường khó có thể hiểu được. Cũng chính là như thế mà họ trở nên quý giá đối với nhau. Lạc Chỉ cho rằng tình yêu giống như quyền yêu cầu, nếu cứ mặc kệ nó thì một ngày nào đó khi thời hiệu đã hết hạn, sẽ bị đối phương từ chối thực hiện nghĩa vụ. Chỉ có liên tục tạm ngưng thời hiệu để cho thời gian dừng lại mới có thể tạo nên sự vĩnh hằng. Cách nói này là để phản ánh tình yêu đơn phương của Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam, nhưng anh lại không đồng ý với cách làm tiêu cực như vậy. Anh cho rằng nếu như không chủ động nắm lấy cái đuôi của tình yêu, hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà lén lút trốn đi. Hôm nay giống như mọi ngày, nhưng cũng có chút không giống, ánh mắt Thịnh Hoài Nam dường như càng ngày càng không thể rời khỏi Lạc Chỉ. Sẽ tò mò vì sao cô ngẩn người thì sẽ chu môi, cũng sẽ bởi vì cô nói tóc mình rối mà ngượng ngùng chải chuốt. Buổi tối Hứa Nhật Thanh giả mạo Thịnh Hoài Nam, lấy cớ điện thoại hết pin mượn điện thoại của người khác hẹn gặp Lạc Chỉ. Phương thức lừa gạt như này cũng không cao minh, căn bản không thể giấu giếm được học bá đứng đầu hai khoa. Lạc Chỉ gửi số điện thoại cho Trương Minh Thụy là có thể dễ dàng xác định đối phương là Hứa Nhật Thanh, nhưng cô vẫn theo hẹn mà đến. Vừa gặp mặt Hứa Nhật Thanh đã hỏi Lạc Chỉ có phải là bạn gái của Thịnh Hoài Nam hay không. Lạc Chỉ lại hỏi ngược lại, nếu tôi là bạn gái của Thịnh Hoài Nam thì cậu sẽ nói gì với tôi? Chắc không phải cậu sẽ nói với tôi, thực ra cậu ấy thích cậu chứ. Hứa Nhật Thanh liền đáp phải thì làm sao, cô có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh. Nhưng Lạc Chỉ lại cho rằng nếu thật sự là yêu thì cần bằng chứng làm gì. Cô ra sức thu thập bằng chứng, nhưng có từng nghĩ rằng có thể những cái nhìn, nhíu mày trong vô thức của người đó đều chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên Lạc Chỉ cũng không phải muốn khuyên nhủ Hứa Nhật Thanh từ bỏ Thịnh Hoài Nam, bởi vì chính cô cũng không phải là người biết cách buông bỏ. Điểm khác biệt giữa hai người là Lạc Chỉ có thể nhận thức rõ hiện thực, còn Hứa Nhật Thanh thì lại ảo tưởng về hiện thực. Nhưng Lạc Chỉ cảm thấy Hứa Nhật Thanh vẫn may mắn hơn mình, vì dù sao cô ấy cũng đã biết được đáp án, còn cô vẫn chưa có cơ hội được giải đáp. Qua cuộc nói chuyện này, hai người thành công hóa địch thành bạn. Lạc Chỉ nhân cơ hội thăm dò suy nghĩ của Hứa Nhật Thanh đối với Trương Minh Thụy, hy vọng cô ấy có thể quay đầu lại nhìn Trương Minh Thụy vẫn luôn âm thầm trả giá vì mình. Sau khi trở về, Hứa Nhật Thanh nhắn tin cảm ơn Lạc Chỉ, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì cô khi đứng trước mặt Thịnh Hoài Nam rất có khí chất. Lạc Chỉ đọc xong thì thở dài, bởi vì khí chất của cô chỉ là để che giấu cho nỗi tự ti lớn hơn mà thôi. Đúng lúc này Thịnh Hoài Nam đột nhiên từ phía sau đi tới bên cạnh, khiến cô giật mình, tim cô đập thình thịch. Hai người im lặng hồi lâu, sau đó Thịnh Hoài Nam lấy cớ mình rất nhớ hai đứa trẻ Tiffany và Jack, muốn cùng Lạc Chỉ đến chỗ làm gia sư, bảo cô ngồi lên xe đạp của mình. Xe đạp là bài thơ lãng mạn trong khuôn viên trường, cô gái nhẹ nhàng nắm lấy góc áo chàng trai, cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi của nhau. Bởi vì không nhìn thấy đối phương, cũng có thể không cần phải che giấu niềm hạnh phúc thầm kín của mình. Lúc học trung học, Lạc Chỉ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể tới gần Thịnh Hoài Nam như vậy. Hai người cùng hai đứa nhỏ chơi đùa một ngày, trên đường trở về bọn họ giống như là một đôi tình nhân,
trêu chọc đuổi bắt nhau. Thịnh Hoài Nam giống như một đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Diệp Triển Nhan đúng lúc ngồi trong xe taxi nhìn thấy cảnh này, đây là Thịnh Hoài Nam mà cô chưa từng thấy qua, hiện thực và tình yêu dường như chưa bao giờ thuộc về cô. Hôm sau Lạc Chỉ ngồi trên sân thượng, nghĩ có một ngày nếu thật sự có thể đạt được mong muốn, liền dẫn Thịnh Hoài Nam nhìn chứng cứ mình để lại trên tường, nói cho anh biết tình cảm 15 năm của mình. Ngay khi cô đang buồn rầu làm thế nào để liên lạc với Thịnh Hoài Nam, điện thoại lại nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh. Sau đó cô mặc áo len hoa văn, vừa dịu dàng lại nhã nhặn lịch sự đi gặp anh. Trên đường Lạc Chỉ cố gắng tìm chủ đề, sợ làm cho Thịnh Hoài Nam hiểu lầm mình là một người nhàm chán. Nhưng khi anh nhắc tới mình cũng có một chiếc áo giống áo của cô, chỉ tiếc vì đã không mặc nó, cô lại chỉ độn đến mức căn bản không hiểu tâm trạng muốn mặc đồ đôi của anh. Nhưng lúc này, một cuộc hẹn hò tràn ngập chờ mong lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Diệp Triển Nhan ở trong bảo tàng mỹ thuật trung học Trấn Hoa Cáp Nhĩ Tân, khóa trái mình ở trong phòng nổi điên. Đinh Thủy Tịnh gọi điện thoại nói không rõ ràng khiến Thịnh Hoài Nam lo lắng, lập tức từ bỏ cuộc hẹn với Lạc Chỉ. Điểm khác biệt chính là, lần này Lạc Chỉ cố lấy dũng khí chủ động yêu cầu cùng đi với anh. Cô sợ sự yếu đuối của mình sẽ lại mất đi Thịnh Hoài Nam. Phòng mỹ thuật Trấn Hoa một mảnh hỗn loạn, Diệp Triển Nhan giống như người điên đập phá mọi thứ bên trong. Khi Thịnh Hoài Nam chạy tới, cô đang cầm dao gọt chĩa vào mình, chật vật khóc lóc cầu xin anh quay lại với mình. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Chỉ xuất hiện, cô ta nhất thời cảm xúc không khống chế được ngất xỉu trên mặt đất. Ba người liền vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Diệp Triển Nhan từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ tự kết liễu, người bố ăn chơi đàng điếm lại muốn kết hôn lần nữa. Vì không cho cô có cơ hội phản đối, thậm chí ngay cả nhà ông ấy cũng không dám về. Diệp Triển Nhan bề ngoài là một cô gái cởi mở lạc quan, nhưng cô ấy càng cười vui vẻ bao nhiêu thì cái bóng trong lòng lại càng nặng nề bấy nhiêu. Chỉ cần là người mà cô nhận định, trừ phi chính cô không muốn, nếu không ai cũng không thể chủ động rời khỏi cô. Bóng ma thời thơ ấu làm cho Diệp Triển Nhan sợ mất đi, coi tất cả những người sẵn lòng đến gần mình như một loại cọng rơm cứu mạng, hy vọng được người kéo ra khỏi vực sâu tối tăm. Thời trung học Diệp Triển Nhan một mình ở phòng y tế, chỉ đơn giản vì Thịnh Hoài Nam để lại một chai coca, khiến cô cảm thấy ấm áp đã lâu không thấy. Vì thế cô coi Thịnh Hoài Nam là sự cứu rỗi duy nhất, cho dù là ai cũng không thể cướp anh khỏi tay mình. Chỉ là Diệp Triển Nhan làm sao cũng không ngờ, Lạc Chỉ từng một lòng học tập lại trở thành trở ngại lớn nhất giữa bọn họ. Lạc Chỉ từ trong miệng Đinh Thủy Tịnh biết được quá khứ của Diệp Triển Nhan, cô lại một lần nữa lựa chọn chủ động rời khỏi, đẩy Thịnh Hoài Nam ra xa mình. Kết quả Đinh Thủy Tịnh thấy vậy lại cho rằng cô đang chế giễu nỗi đau của người khác, hỏi cô có tư cách gì mà làm như vậy. Lạc Chỉ nói thẳng mình không chế giễu ai cả, mỗi người đều có quá khứ của mình. Dù cả thế giới đều ở bên mình, nhưng không vượt qua được vẫn là không vượt qua được. Người khác chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường, khi đến giao lộ tiếp theo vẫn phải dựa vào chính mình mới có chiến thắng bóng ma tâm lý. Nhìn Lạc Chỉ kiên cường là vậy, nhưng cũng không thể xua tan sự cô độc và mất mát của cô. Không ngờ Thịnh Hoài Nam đột nhiên đuổi theo bước chân của Lạc Chỉ, cho dù anh chỉ xuất phát từ trách nhiệm. Lo lắng một mình cô ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhưng điều này cũng đủ khiến cô vui vẻ thỏa mãn. Chỉ là cảnh hai người đi cùng nhau bị mẹ Lạc Chỉ vừa vặn đi ngang qua bắt gặp. Mà trong hồi ức của bà, nhà họ Lạc dường như có ân oán gì đó với nhà họ Thịnh. Nhưng bà không tiến lên ngăn cản hai người họ, cho dù trong lòng cảm thấy như vậy sẽ không xứng đáng với người chồng đã mất, nhưng bà không đành lòng cắt đứt mộng đẹp của con gái sớm như vậy. Sau khi về đến nhà, Lạc Chỉ tự tay làm một bát mì nóng hổi cho mẹ. Trong thời gian đó, cô và Thịnh Hoài Nam hẹn nhau sáng mai cùng trở về Hạ Môn. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt con gái, mẹ Lạc không nỡ lại khiến cô đau lòng, dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể nói ra. Năm đó sau khi chồng qua đời, nhà họ Thịnh lại từ chối giúp đỡ, mẹ Lạc đã trút hết sự tức giận của mình lên người Lạc Chỉ, thậm chí còn bắt cô không được qua lại với người nhà họ Thịnh nữa. Hiện giờ vật đổi sao rời, bà rất hối hận vì hành động lúc trước của mình, cũng hy vọng Lạc Chỉ có thể buông xuống trói buộc của quá khứ, một lòng hướng tới tương lai. Mà Diệp Triển Nhan một mình trong bệnh viện, nhớ lại Thịnh Hoài Nam bởi vì Lạc Chỉ mà muốn bỏ đi lớp mặt nạ hoàn hảo, trở lại làm một bản thân chân thực hơn, cô lại càng bị ghen tị chiếm trọn nội tâm. Nhiều năm như vậy, Diệp Triển Nhan đã không phân biệt được cái nào là mặt nạ của mình, cái nào là con người thật của mình. Huống chi cuộc sống bất hạnh của cô từ trước tới nay cũng có Thịnh Hoài Nam tham dự trong đó. Hôm sau tại trường học, Thịnh Hoài Nam chủ động đi tới thư viện tìm Lạc Chỉ, lấy danh nghĩa đọc sách học tập, lén nhìn đối phương cả buổi sáng. Trong lúc bất chi bất giác, anh đã sớm sinh lòng thích cô. Sau đó hai người cùng đi tới căn tin, thế nhưng bầu không khí vốn hài hòa lại bởi vì Diệp Triển Nhan không mời mà đến mà trở nên quái dị. Diệp Triển Nhan lấy ra đơn đăng ký cuộc thi khởi nghiệp sinh viên, yêu cầu Thịnh Hoài Nam tham gia, tin rằng với thực lực của anh chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Nhưng cô ta căn bản không quan tâm anh có muốn tham gia hay không, thậm chí mạnh mẽ yêu cầu gia nhập vào team của anh. Ngược lại Lạc Chỉ nói thẳng Thịnh Hoài Nam có muốn tham gia hay không là nguyện vọng cá nhân của anh ấy, người khác không cần chi phối ý tưởng của anh ấy. Cô tin rằng anh đã sớm có tính toán, hơn nữa tôn trọng suy nghĩ của bản thân anh. Điều này hoàn toàn trái ngược với Diệp Triển Nhan. Thịnh Hoài Nam đồng tình với ý kiến của Lạc Chỉ, thật ra giáo sư đã sớm nói với anh rồi. Hơn nữa anh cũng đã có ý tưởng và muốn mời Lạc Chỉ cùng tham gia. Sau đó trong buổi họp cả nhóm, Thịnh Hoài Nam đưa ra phương án, đó là ứng dụng phòng tránh trẻ em đi lạc. Đây là lần trước hẹn hò Lạc Chỉ bị lạc đường, cho nên đã mang lại cảm hứng cho anh. Giá trị cốt lõi của ứng dụng này là dùng tình yêu ở bên cạnh người bạn yêu mọi lúc mọi nơi. Diệp Triển Nhan vốn rất coi thường loại ý tưởng này không có giá trị thương mại, nhưng khi biết được ý nghĩa đằng sau nó, tự cho rằng đây là Thịnh Hoài Nam vì mình mà sáng tạo. Rất nhanh, tin tức Thịnh Hoài Nam tham gia cuộc thi khởi nghiệp sinh viên lan truyền nhanh chóng trên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên.
Rất nhiều người đều cho rằng anh tham gia chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Mấy người trong hội sinh viên cho rằng khởi nghiệp trong nhà trường được tạo ra với mục đích tốt đẹp là tạo cơ hội cho sinh viên không có gia thế, không có quan hệ thực hiện ước mơ. Vậy mà Thịnh Hoài Nam vốn sinh ra ở Vạch Đích lại muốn cướp đoạt suất thuộc về sinh viên nghèo bọn họ. Sau đó khi thấy Thịnh Hoài Nam đến họp hội sinh viên, bọn họ còn không ngừng mỉa mai châm chọc, kết quả dẫn đến hai bên cãi nhau. Lần này Qua Bích chọn đứng về phía Thịnh Hoài Nam, hơn nữa còn chủ động trợ giúp tài chính cho bọn họ mượn văn phòng bỏ trống của bố mình. Thịnh Hoài Nam vốn không muốn tiếp nhận, không ngờ Diệp Triển Nhan độc đoán cho rằng cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ, thay mặt anh tiếp nhận số cổ phần này. Cân nhắc đến trước mắt bọn họ đã trở mặt với hội sinh viên, không có địa điểm làm việc, hơn nữa bản thân hạng mục quả thật cần tài chính, Thịnh Hoài Nam không bác bỏ sự độc đoán của Diệp Triển Nhan nữa, chỉ là càng ngày càng cảm thấy giữa bọn họ đã không còn tiếng nói chung. Thịnh Hoài Nam trước mắt lâm vào cục diện bế tắc trong quan hệ giao tiếp, Lạc chỉ dẫn anh lên sân thượng, sau đó cùng nhau thưởng thức một cốc mì nóng. Còn về việc tâm trạng có tốt hơn hay không, khó khăn có thể giải quyết hay không đều cần đương sự tự mình cố gắng. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Thịnh Hoài Nam. Những ngày tiếp theo, mọi người bắt đầu nỗ lực vì cuộc thi, mua sắm các loại kiến thức cần thiết và tìm đọc kiến thức liên quan. Văn phòng rộng rãi sáng sủa của Qua Bích cũng mang lại nhiều nhiệt huyết hơn cho công việc của họ. Trong công việc, Lạc chỉ luôn có thể nhanh hơn Thịnh Hoài Nam một bước, hoàn thành chuyện anh muốn, bọn họ cũng tìm được càng nhiều sự ăn ý hơn trong công việc. Hôm nay Lạc chỉ cùng Thịnh Hoài Nam đến công viên kiểm tra tính chính xác của chỉ dẫn trên ứng dụng. Tuy rằng trước mắt tín hiệu cũng không ổn định, nhưng cuối cùng cũng có đột phá quan trọng. Lúc này Lạc chỉ lại lạc đường, không tìm thấy phương hướng của Thịnh Hoài Nam. Cô theo chỉ dẫn của anh từ từ lùi lại, kết quả lại đụng vào trong lòng anh. Giống như Lạc chỉ vẫn không dám cố lấy dũng khí đuổi theo Thịnh Hoài Nam trước mắt, nhưng chỉ cần Thịnh Hoài Nam nguyện ý lui về phía sau chỉ dẫn cho cô, sẽ luôn có một ngày bọn họ gặp. Từng chiếc lá rụng bay múa, tỷ lệ hai tay không hẹn mà cùng lấy được một chiếc lá cây, có phải so với tỷ lệ tìm được hai chiếc lá rẻ quạt giống hệt nhau cao hơn hay không? Hết lần này tới lần khác, Lạc chỉ và Thịnh Hoài Nam chính là hai người ăn ý như vậy. Thịnh Hoài Nam còn dự định sau khi làm xong vòng tay, sẽ tặng cho Lạc chỉ đầu tiên, sau đó mới là cô gái mà anh quen biết lúc nhỏ. Cô gái lúc nhỏ giống như một giấc mơ không thể chạm tới trong lòng anh, mà Lạc chỉ lại là một giấc mơ tốt đẹp gần ngay trước mắt. Thịnh Hoài Nam đặt Lạc chỉ trước cô gái đó, có lẽ đối với anh, Lạc chỉ có phải là cô gái năm đó hay không đã không còn quan trọng. Lạc chỉ rất muốn thẳng thắn biết bao chuyện mình chính là cô gái kia, chờ mong ánh mắt bất ngờ của Thịnh Hoài Nam khiến mối quan hệ của họ trở nên chân thực hơn. Thế nhưng đột nhiên tiếng chuông xe đạp vang lên, cắt đứt mộng đẹp của cô. Cho dù Thịnh Hoài Nam đã càng thêm gần mình, nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí nói ra chân tướng. Hôm sau Lạc chỉ đến văn phòng, thấy mọi người nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, chỉ có Thịnh Hoài Nam còn đang chiến đấu. Trong lúc vô tình cô phát hiện chiếc lá cây tượng trưng cho sự ăn ý kia lại được Thịnh Hoài Nam kẹp ở trong sách. Tình cảm giữa họ đã sẵn sàng bộc lộ, nhưng lại không có ai dám bước ra một bước này. Đồng thời người đang rối rắm cũng còn có Giang Bách Lệ. Cô đã theo thói quen chuẩn bị mọi thứ cho Qua Bích, ngay cả đồ dùng hàng ngày của đối phương khi nào dùng hết cô cũng nhớ rõ ràng. Đến khi lấy lại tinh thần, cô đã sớm mua xong đồ dùng hàng ngày, đây cũng là lý do cô có thể tiếp cận Qua Bích. Nhưng khi Giang Bách Lệ chạy đến hội sinh viên tìm Qua Bích, lại được mọi người cho biết hắn đã đi gặp Trần Mặc Hàm. Vì thế cô lại đi khắp nơi tìm kiếm chiếc Audi đó, cuối cùng cũng tìm thấy Qua Bích và Trần Mặc Hàm trong một nhà hàng. Từ xa cô nhìn hai người họ giống như hoàng tử và công chúa, càng cảm thán mình giống như chú hề bên ngoài câu chuyện. Chờ đến khi Qua Bích nắm tay Trần Mặc Hàm đi ra, Giang Bách Lệ đã sớm ngồi ở bên cạnh xe ngủ quên. Điều này khiến Trần Mặc Hàm giận dỗi bỏ đi, mà Qua Bích thật vất vả mới làm cho Trần Mặc Hàm tiếp nhận mình. Bây giờ bị Giang Bách Lệ đột ngột phá đám khiến hắn sinh ra phẫn uất khó có thể nói rõ. Nhưng khi nhìn thấy cô ủy khuất rơi nước mắt, hắn vẫn không đành lòng để cô một mình trở về trường học. Hơn nữa trên xe phát hiện cô bị sốt, hắn vẫn không đành lòng đánh thức, còn chu đáo đi mua thuốc cho cô. Sự dịu dàng như vậy khiến Giang Bách Lệ vô cùng thỏa mãn. Khi rời đi, cô dùng khẩu hình miệng nói với Qua Bích em yêu anh, cũng coi như là lời tạm biệt cuối cùng với đối phương. Dự án khởi nghiệp của cả team sắp kết thúc, Lạc chỉ lại từ bạn cùng phòng biết được ứng dụng phòng tránh bi lạc của bọn họ bên khoa công nghệ thông tin cũng đang làm. Cô vội vàng chạy đến báo tin cho Thịnh Hoài Nam, điều này khiến anh rất kinh ngạc. Rõ ràng hôm qua anh đã xác nhận với giáo sư, đề tài này chỉ có team mình làm. Lạc chỉ an ủi anh đừng sốt ruột, dự án trùng nhưng chưa chắc nội dung đã giống nhau. Tuy nhiên nếu nội dung cũng giống nhau thật, thì đối với team mình chắc chắn không phải chuyện tốt. Mà Thịnh Hoài Nam hôm qua thức thâu đêm, Lạc chỉ liền khuyên anh nên đi ngủ bù. Sau đó nhìn thấy anh đang ngủ trong miệng lẩm bẩm nói mê, cô cho rằng anh có yêu cầu nào đó, liền cúi người lại gần nghe thử. Kết quả Thịnh Hoài Nam vừa vặn nghiêng đầu, khiến môi anh đụng phải khóe miệng Lạc chỉ. Lạc chỉ vừa kinh ngạc lại nhịn không được rung động, mà cảnh này bị Diệp Triển Nhan ở bên ngoài cửa kính nhìn thấy rõ ràng. Cô ta lập tức gọi Lạc chỉ lên sân thượng nói chuyện, tỏ ra vô cùng bất mãn. Diệp Triển Nhan hỏi Lạc chỉ lần trước thấy mình bị suy sụp, rồi những chuyện mà gia đình mình phải trải qua, có phải trong lòng thấy vui sướng lắm hay không. Lạc chỉ liền nói đúng là mình có thấy hiểu Diệp Triển Nhan hơn một chút, cũng hiểu được cô ấy không phải vừa sinh ra đã là công chúa, nhưng trước giờ cô vốn không quan tâm đến quá khứ của người khác như thế nào. Điều này khiến cho Diệp Triển Nhan càng thêm chán ghét bộ dáng thanh cao tại thượng của Lạc chỉ. Sau đó cô ta bước qua lan can, đứng ở bên ngoài, cố gắng dùng tính mạng chứng minh tình yêu của mình đối với Thịnh Hoài Nam, còn thách thức Lạc chỉ có dám đứng ở đây giống như mình hay không, nếu không thì không xứng làm tình địch của mình. Nhưng loại hành vi này ở trong lòng Lạc chỉ vô cùng ấu trĩ, cô chẳng muốn làm tình địch của ai cả. Có thích hay không cũng là chuyện riêng của cô,
chẳng việc gì phải mang tính mạng ra làm trò đùa. Một trò khôi hài kết thúc trong sự bình tĩnh của Lạc Chỉ, Diệp Triển Nhan lại giống như một người chiến thắng sảng khoái trở lại văn phòng, thế nhưng nhất thời khiến bầu không khí trở nên lúng túng gò bó. Ai ngờ một cái giấm lại làm cho Diệp Triển Nhan khó chịu chạy mất dạng. Cả văn phòng bao gồm cả Thịnh Hoài Nam đều có một loại cảm giác như được giải thoát. Sau đó Thịnh Hoài Nam nhờ bạn học hỏi thăm chuyện trùng dự án, thì biết được dự án của team kia không chỉ tiêu đề mà ngay cả nội dung cũng giống y như đúc với dự án của mình. Như vậy chắc chắn là có người biết chuyện tiết lộ. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hứa Nhật Thanh từng tới đưa đồ ăn vặt là có khả năng tiết lộ cơ mật nhất. Quả nhiên sau khi tra hỏi biết được, cô ấy đã thuận miệng tiết lộ nội dung dự án với Trương Vĩ của hội sinh viên, mà Trương Vĩ chính là đội trưởng của team trùng dự án kia. Nhưng thật ra Hứa Nhật Thanh cũng không phải cố ý, cô ấy chỉ là thấy tự hào thay cho bọn họ nên mới lỡ lời khoe khoang. Mọi người tin tưởng cô vô tội, mà Trương Minh Thụy cũng nhận toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, họ không những không đổ lỗi cho nhau, mà càng đoàn kết hơn để vượt qua khó khăn trước mắt. Ngay sau đó, Diệp Triển Nhan dẫn đầu cùng với Thịnh Hoài Nam và Trương Minh Thụy đi đòi giải thích, bọn họ nhận định là Trần Vĩnh Lạc xúi giục Trương Vĩ sao chép. Thế nhưng bọn họ đương nhiên không nhận, yêu cầu phải đưa ra chứng cứ. Trương Minh Thụy lập tức lấy ra bằng sáng chế mà team mình đã xin cấp cho dự án lần này, có thể chứng minh tất cả nội dung giống nhau nhất định là sao chép, lúc này mới làm cho đám người Trương Vĩ muốn bỏ cuộc. Nhưng không ngờ cái gọi là bằng sáng chế của Trương Minh Thụy bất quá chỉ là mấy tờ giấy ghi chép bài giảng pháp luật mà thôi. Đây chính là chiêu mà Lạc Chỉ dạy, khiến cho đối phương thấy khó mà lui. Thịnh Hoài Nam không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô ấy lại có thể nghĩ ra cách áp chế được Trần Vĩnh Lạc, không khỏi vô cùng tán thưởng. Chiêu này so với việc hùng hổ đi đối chất của Diệp Triển Nhan lại càng thêm buồn cười. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Qua Bích thậm chí đã thương lượng với bố, muốn dùng giá cao mua đứt bằng sáng chế của bọn họ. Trong khi mọi người đang mơ mộng tương lai kiếm được nhiều tiền, thì Thịnh Hoài Nam lại coi thường ý nghĩ này. Anh không muốn coi sáng tạo là mua bán giao dịch, anh chỉ muốn nhanh chóng ra mắt dự án này, cung cấp sử dụng cho những nơi có trẻ em và phụ huynh thường xuyên qua lại, quyên góp miễn phí cho xã hội. Tuy nhiên dự án này chứa đựng bao tâm huyết của mỗi người, quyên góp miễn phí chẳng khác nào nỗ lực vô ích, mọi người đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng thật vất vả mới vượt qua khó khăn, hôm nay bọn họ lại phải đối mặt với bất đồng ý kiến nội bộ, Thịnh Hoài Nam cũng lần đầu tiên mượn rượu giải sầu. Lạc Chỉ nhìn Thịnh Hoài Nam say rượu, không những không cảm thấy thất vọng vì sự bất lực của anh, ngược lại lại cảm thấy vui vì có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Trong phút chốc, tâm trạng vốn u ám của Thịnh Hoài Nam bị thổi tan, thậm chí còn muốn hái xuống sao trên trời xếp thành tên Lạc Chỉ. Thanh xuân là ấu trĩ, cũng chính là một phần ấu trĩ này mới có vẻ hồn nhiên. Lạc Chỉ dùng ánh sáng đèn pin coi như sao trời, viết những lời trong lòng mình lên tấm kính. Giờ này khắc này, Thịnh Hoài Nam thật sự hy vọng có thể có một ngày dùng sao trời viết thành tên Lạc Chỉ, cũng đem tâm nguyện như vậy hóa thành lý tưởng. Lúc này anh cũng tâm sự với cô, bố anh khi biết anh tham gia cuộc thi khởi nghiệp thì rất tức giận, yêu cầu anh lập tức rút lui. Nếu không một là ra nước ngoài du học, hai là về nhà tiếp quản sự nghiệp gia đình. Anh hỏi Lạc Chỉ có biết cái kiểu lúng túng khi có một quân bài đẹp ai cũng ngưỡng mộ, nhưng mà không biết đánh kiểu gì hay không. Từ nhỏ anh đã như vậy, vì hình như anh đánh kiểu nào cũng sẽ thắng. Anh không hề có nhiệt huyết vươn mình từ vạch xuất phát, cũng không có chút trầm bổng nào, liếc mắt một cái là có thể nhìn được tương lai. Ban đầu Thịnh Hoài Nam tham gia cuộc thi khởi nghiệp cũng là để gỡ hào quang của gia đình xuống. Anh không thể lựa chọn xuất thân, nhưng muốn lựa chọn con đường đi của bản thân mình. Cuối cùng anh vẫn quyết định tùy hứng một lần, sẽ không bán bằng sáng chế dự án lần này. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu, mọi người đã có mặt đầy đủ, nhưng Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ bởi vì kẹt xe nên đến muộn. Đám người Trần Vĩnh Lạc thấy vậy, châm chọc Thịnh Hoài Nam sợ bị tố sao chép nên không dám tới. Hơn nữa hắn đã tra cứu qua, việc xin cấp bằng sáng chế cả quá trình phải mất ít nhất 3 tháng, cho nên không dọa nổi hắn đâu. Cùng lúc đó mắt thấy sắp đến giờ thi đấu, hai người chỉ đành xuống xe chạy bộ. Lạc Chỉ không may bị ngã chân bị thương, Thịnh Hoài Nam lập tức cõng cô chạy như bay trên đường. Nhưng cô không muốn vì mình mà cả team bỏ lỡ cuộc thi, cho nên bảo anh cứ yên tâm đi trước, mình sẽ đến sau. Sau khi đến nơi, Thịnh Hoài Nam bày tỏ rõ với mọi người ý kiến của mình, hy vọng mọi người có thể hiểu được mục đích ban đầu của mình khi tạo ra dự án này. Tuy rằng ước mơ của mọi người đều là kiếm được nhiều tiền, nhưng bọn họ lại càng quan tâm thời thanh xuân và tình bạn hơn, nhất trí ủng hộ Thịnh Hoài Nam. Mà mọi người có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy, cũng là bởi vì Lạc Chỉ thông qua tin nhắn biểu đạt tấm lòng và ước nguyện ban đầu của Thịnh Hoài Nam. Thế nhưng cuộc thi khởi nghiệp lần này, Thịnh Hoài Nam còn không lọt vào top 3, thậm chí còn rơi vào scandal sao chép. Còn Trần Vĩnh Lạc thì lại đoạt được cúp quán quân. Hàn Dương Dương đắc ý vênh váo với Thịnh Hoài Nam, còn chê bai anh không có ý tưởng sáng tạo đi sao chép. Kết quả Thịnh Hoài Nam trực tiếp vạch trần nội dung bài báo cáo thiết kế nhà kính của hắn hôm nay. Rõ ràng cực kỳ giống với thiết kế của một trường đại học nước ngoài mấy năm trước, hơn nữa ngay cả số liệu cũng giống hệt. Trần Vĩnh Lạc nghe vậy thì chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng yêu cầu đem bằng chứng ra đây, đừng có mà vu oan cho người khác, nói xong liền lập tức rời đi. Sau đó Trương Minh Thụy chuyển tiếp tin nhắn mà Lạc Chỉ đã gửi cho mọi người cho Thịnh Hoài Nam xem, anh đọc xong thì vô cùng cảm động, chạy như bay khắp trường tìm kiếm Lạc Chỉ. Đến khi tìm được cô, sự lo lắng của anh bộc lộ trong lời nói, cũng hứa sẽ thực hiện ước định giữa bọn họ. Chính là buổi hẹn hò bị chuyện của Diệp Triển Nhan cắt ngang giữa trường lần trước. Buổi tối Thịnh Hoài Nam trở về phòng, mua một bữa KFC về chiêu đãi anh em. Khi nói chuyện mọi người nhắc đến dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Trần Vĩnh Lạc mà thấy tức, tuy nhiên hắn cũng sắp bị nghiệp quật rồi. Bởi vì Diệp Triển Nhan đã đem bản so sánh báo cáo khởi nghiệp của hắn với công trình nghiên cứu của nước ngoài,
làm thành một tập báo cáo dày cộp nộp cho ban giám khảo. Đã có người đăng lên WeChat rồi, rất nhanh sẽ bùng nổ thôi. Thịnh Hoài Nam thức đêm làm ra kế hoạch du lịch đảo Cổ Lãng, hôm sau cùng Lạc Chỉ đi hẹn hò. Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe ba bánh không gian nhỏ hẹp, Lạc Chỉ không dám hưởng thụ hạnh phúc ở khoảng cách gần lúc này. Cô sợ sáng mai tỉnh lại, tất cả lại trở thành mộng đẹp hoa trong gương trăng trong nước. Trong lúc nói chuyện, Thịnh Hoài Nam khoác tay lên thành xe, giống như đang ôm Lạc Chỉ từ sau lưng. Lúc dừng xe thưởng ngoạn phong cảnh, Thịnh Hoài Nam nhìn cảnh đẹp xa xa, mà Lạc Chỉ thì ở phía sau nhìn bóng lưng anh. Tuy rằng cô nhắc nhở bản thân không nên cầu mong quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều, nhưng hôm nay cảm giác giống như tình nhân đi du lịch vẫn làm cho cô mê luyến. Sau đó ở trong sân trượt băng, Lạc Chỉ nhìn Thịnh Hoài Nam nắm tay mình, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đối phương cũng chiếu sáng trái tim cô. Sau khi không cẩn thận ngã xuống dẫn đến bị thương, cô thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, đắm chìm trong sự dịu dàng của Thịnh Hoài Nam không thể tự kiềm chế. Bên này Diệp Triển Nhan phàn nàn với Đinh Thủy Tịnh, cô ta vốn là muốn lợi dụng cuộc thi khởi nghiệp này một lần nữa tìm về sự ăn ý và nhiệt tình khi làm việc cùng Thịnh Hoài Nam. Ai ngờ bất luận là quá trình hay là kết quả đều không được như ý muốn. Cô cảm thấy mình và Thịnh Hoài Nam càng ngày càng cách xa, thậm chí ngay cả anh em bên cạnh anh cũng thích Lạc Chỉ hơn. Đây không phải là tín hiệu tốt đối với Diệp Triển Nhan, nhưng đột nhiên một tin tức xuất hiện trước mắt khiến cô chú ý. Diệp Triển Nhan kinh ngạc phát hiện, lúc trước công xưởng của tập đoàn Thịnh Thế từng thiêu chết một kỹ sư, mà kỹ sư này chính là bố của Lạc Chỉ. Vì thế cô hoài nghi Lạc Chỉ trăm phương ngàn kế tiếp cận Thịnh Hoài Nam căn bản không phải bởi vì thích, mà là vì chuẩn bị trả thù. Vì lý do này, Diệp Triển Nhan cố ý hẹn Thịnh Hoài Nam ra ngoài, còn nói dối cô ta từng muốn từ bỏ tình cảm giữa bọn họ, cho nên đã đem thư chia tay và sợi dây chuyền pha lê mà anh tặng cho mình đưa cho Đinh Thủy Tịnh, bảo đối phương nhờ Lạc Chỉ chuyển cho anh. Diệp Triển Nhan muốn mượn chuyện này vu khống Lạc Chỉ, nói rằng cô ấy sợ mình và anh quay lại với nhau, cho nên mới lén giấu quà đi không trả lại cho anh, biến Lạc Chỉ thành một cô gái đầy mưu mô. Nói xong, cô ta còn lấy ra hồ sơ vụ hỏa hoạn năm xưa đưa cho Thịnh Hoài Nam xem, cho rằng Lạc Chỉ trăm phương nghìn kế tiếp cận anh là có mục đích. Thịnh Hoài Nam vừa nghe liền nhận ra mục đích của Diệp Triển Nhan, cho dù cô ta luôn miệng nói làm tất cả là vì anh. Nhưng anh hiểu rõ bất luận là chuyện mượn tay Đinh Thủy Tịnh các câu lấy nghĩa nhật ký của Lạc Chỉ, hay là lợi dụng cái gọi là trả lại quà tặng vu cáo hãm hại Lạc Chỉ đố kỵ, hoặc là trước mắt lật lại quá khứ phỏng đoán Lạc Chỉ dụng tâm bất lương, tất cả chỉ đều là vì lòng hiếu thắng của bản thân cô ta mà thôi. Anh nhấn mạnh cho dù mình và Lạc Chỉ cuối cùng không ở bên nhau, thì anh và Diệp Triển Nhan cùng lắm chỉ là bạn mà thôi, sẽ không có mối quan hệ nào khác. Tuy nhiên, chuyện hỏa hoạn kia cũng khiến Thịnh Hoài Nam trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Vừa vặn hôm sau mẹ Thịnh đến Hạ Môn, vì vậy anh đã đến gặp mẹ, hỏi thăm chi tiết về sự cố năm đó. Thì ra bố của Lạc Chỉ là kỹ sư ở nhà máy, ngày nào cũng uống rượu say xỉn. Trong mắt mẹ Thịnh, sự việc xảy ra chính là vì ông ta vi phạm quy định thao tác, nên mới khiến không những bản thân mất mạng, mà nhà máy nhà mình cũng tổn thất nghiêm trọng. Đã vậy khi sắp đến Tết, mẹ của Lạc Chỉ lại còn mặc đồ tang đến nhà làm ầm ĩ đòi bồi thường, thật đúng là xui xẻo. Thịnh Hoài Nam nghe xong, thầm nghĩ thì ra dưới lớp vỏ bọc tự tôn kiêu ngạo của Lạc Chỉ lại cất giấu một quá khứ đau khổ như vậy. Vì sao cô ấy chưa bao giờ nhắc đến với mình? Sau khi trở lại trường học, Thịnh Hoài Nam luôn nhốt mình ở trong ký túc xá không ra ngoài, không nói chuyện cũng không để ý đến ai. Anh vốn luôn có sức khỏe tốt cũng đột nhiên bị cảm, cho dù uống bao nhiêu loại thuốc cũng không thấy khá hơn. Thật ra tâm bệnh thì phải có tâm dược, Thịnh Hoài Nam tuy rằng không tin Lạc Chỉ là người tâm cơ như Diệp Triển Nhan nói, nhưng lại thất vọng vì cô không muốn chia sẻ những bí mật sâu thẳm trong lòng cho mình biết, chẳng lẽ mình không đủ tư cách hay sao? Anh chưa từng quan tâm nhiều đến một cô gái như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ hợp với một người như Lạc chỉ là không ngờ kết quả lại như thế này. Mà Lạc Chỉ sau khi nghe Trương Minh Thụy nói Thịnh Hoài Nam bị bệnh, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến anh như bị ma ám, luôn lẩm bẩm lầu bầu lo lắng cho đối phương, thậm chí còn sợ Trương Minh Thụy mang thức ăn từ căng tin cho anh không đủ thanh đạm. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nhịn được muốn đi mua cháo cho anh. Giang Bách Lệ nhìn bóng lưng Lạc Chỉ khẩn cấp rời đi, giống như thấy được chính mình lúc trước. Lạc Chỉ vội vội vàng vàng đi tới một quán cháo mua đồ ăn thanh đạm, nhưng khi sắp tới ký túc xá Nam lại nhận được điện thoại của Giang Bách Lệ. Cô ấy nói Thịnh Hoài Nam đã lâu như vậy không có tin tức gì, giờ đột nhiên xuất hiện lại còn sinh bệnh, cô cảm thấy không ổn cho lắm. Thịnh Hoài Nam lạnh nhạt như vậy chắc chắn có vấn đề. Cuộc điện thoại này khiến trong lòng Lạc Chỉ bất an, cô như người mất hồn bước đi, lại không cẩn thận ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bát cháo cũng đổ hết ra ngoài. Mà cảnh này vừa vặn bị Thịnh Hoài Nam đứng từ xa nhìn thấy, anh vốn định tiến lên lại nhớ đến lời mẹ nói. Bất kể là họ Diệp hay họ Lạc, bà tuyệt đối không cho phép họ bước vào cửa nhà họ Thịnh. Anh một đường đi theo Lạc Chỉ trở lại trung tâm thương mại, nhìn đối phương mua một bát cháo khác, lại nhìn cô dặn dò bạn cùng phòng của mình mang lên lầu. Thịnh Hoài Nam nhìn Lạc Chỉ khập khiễng rời đi, sau đó không nói một lời đoạt lấy túi cháo đi lên phòng. Sắp tới buổi tọa đàm của thầy Mạc Đan, danh sách người dẫn chương trình định là Diệp Triển Nhan và Thịnh Hoài Nam, mà người dự bị cho Diệp Triển Nhan lại là Lạc Chỉ. Điều này khiến cô ta rất không vui, tuy nhiên Diệp Triển Nhan tự cho rằng chỉ có mình mới xứng đứng ở bên cạnh Thịnh Hoài Nam, cho nên sẽ không bao giờ chủ động rời khỏi cho người khác cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu. Bên này Lạc Chỉ ngồi một mình buồn bã, Giang Bách Lệ thấy vậy vội vàng chạy tới hỏi thăm. Trước kia, Lạc Chỉ nhìn Giang Bách Lệ mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi mua cái này cái kia cho qua bích, cô cảm thấy rất dễ dàng, thậm chí còn cười nhạo đối phương. Cho tới hôm nay cô mới phát hiện, mình ngay cả tư cách làm chân chạy vật còn không có. Giang Bách Lệ an ủi Lạc Chỉ đang tâm tình chán nản, đỡ cô trở lại ký túc xá, dán thuốc cao hiệu quả cực tốt. Sau đó lại là một bát mì ăn liền nóng hổi,
lúc này mới xua tan sự cô đơn trong lòng Lạc Chỉ một chút. Mà Thịnh Hoài Nam ở ký túc xá vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm bát cháo trước mắt, không thèm để ý tới bất cứ ai nói chuyện với mình. Anh dưng dưng nhớ lại cảnh Lạc Chỉ bị ngã, sau đó cầm bát cháo lên ăn, từng giọt nước mắt rơi vào trong cháo, cháo vào miệng lại càng thêm chua xót. Hôm sau trong giờ học, Thịnh Hoài Nam cố ý ngồi ở vị trí cách xa Lạc Chỉ. Sau khi tan học, anh vốn không muốn đi cùng Diệp Triển Nhan, nhưng khi nhìn thấy Lạc Chỉ tới gần, lại lập tức đồng ý cùng cô ta rời đi. Mặc dù cảnh này trước đây Lạc Chỉ đã từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua cùng Thịnh Hoài Nam, cô đã sớm khó trở lại như trước, khó có thể chịu đựng được những ngày chỉ âm thầm quan sát. Cô đi tới góc sân thượng bí mật thuộc về mình và Thịnh Hoài Nam, gửi liên tiếp 3 tin nhắn cho anh ấy. Cô chính là muốn biết đối phương rốt cuộc còn có thể giả vờ không nhìn thấy hay không. Lạc Chỉ đã nếm được mùi vị hạnh phúc, cô không muốn từ bỏ nữa. Cho dù sự ăn ý từ lời nói dối do cô tạo ra, cô cũng phải thực hiện nó đến cùng. Đây là vũ khí duy nhất của cô có thể đến gần Thịnh Hoài Nam. Cô nhìn lời tỏ tình mình viết trên tường, không nhịn được bật khóc nức nở. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, là Qua Bích gọi tới. Anh hy vọng cô có thể đến hội sinh viên tham gia thảo luận, cho ý kiến chuyên nghiệp về buổi tọa đàm. Lần này, Lạc Chỉ tuy rằng vẫn có thể cùng Thịnh Hoài Nam có qua có lại thảo luận một ít đề tài chuyên nghiệp. Thậm chí lần nữa khiến Diệp Triển Nhan không chen miệng vào được, nhưng lần này Thịnh Hoài Nam lại không đồng ý với quan điểm của cô. Mặc kệ đây là anh nói trong lúc tức giận hay là thật lòng, người vui vẻ nhất chính là Diệp Triển Nhan, mà cuộc thảo luận này cũng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Buổi chiều trời mưa to, Giang Bách Lệ bị Trần Mặc Hàm dùng điện thoại Qua Bích lừa gạt đến hội sinh viên, đem hai tấm thiệp mời buổi tọa đàm tặng cho cô. Điều này chẳng những phá hủy hy vọng xa vời cuối cùng của Giang Bách Lệ, cũng làm cho cô hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với Qua Bích. Cũng trong cơn mưa này, Lạc Chỉ nhận được tin nhắn của Thịnh Hoài Nam, hỏi có cần mình qua đón hay không. Đồng thời Trương Minh Thụy cũng nhắn tin cho cô, hỏi có cần mình nhận tiện mang ô cho hay không. Vì có thể có cơ hội tiếp xúc với người mình yêu, cô từ chối Trương Minh Thụy, nói dối mình ở ký túc xá vẫn chưa ra khỏi cửa. Sau đó lại nhắn tin cho Thịnh Hoài Nam, nói mình bị kẹt ở quán cà phê không về được, nhờ anh qua đón. Kết quả lại chờ được một chiếc áo mưa kiểu nữ màu vàng. Thì ra là Thịnh Hoài Nam cố ý mượn áo mưa của Diệp Triển Nhan đến đón cô, mà bộ dáng không muốn tiếp nhận của Lạc Chỉ. Cũng chứng thực cô vẫn luôn âm thầm chú ý đến anh, nếu không làm sao biết đây là áo mưa vốn thuộc về Diệp Triển Nhan. Hơn nữa trước đó anh đã gặp Trương Minh Thụy, đối phương vô tình nói cho anh biết chuyện mình định mang ô cho Lạc Chỉ, nhưng cô ấy lại ở ký túc xá nên không cần. Lần này lời nói dối của Lạc Chỉ hoàn toàn bại lộ trước mặt Thịnh Hoài Nam, từ đó khẳng định hành động thăm dò của anh. Mưa to như chút nước, Lạc Chỉ nhìn bóng lưng lạnh như băng rời đi, cùng với áo mưa màu vàng trong tay, tất cả đều khiến trái tim cô đau đớn thật sâu. Sự thăm dò của Thịnh Hoài Nam đã đủ rõ ràng đến mức khiến Lạc Chỉ hiểu lời nói dối của mình đã sớm bị bại lộ. Cho đến sau khi Lạc Chỉ đội mưa rời đi, Thịnh Hoài Nam ở góc đường mới bỏ lại ô, như người mất hồn rời đi theo hướng khác. Sau đó Lạc Chỉ đi tới sân thượng trường học, muốn nhân cơn mưa để lấy tay lau sạch dòng chữ trên tường. Nhưng mà ba chữ Thịnh Hoài Nam giống như đã khắc sâu ở trong tim cô, cho dù bàn tay bị mài rách, cũng không cách nào làm cho dấu vết trở nên nhạt đi. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ dường như lại trở về quá khứ. Hai đường thẳng song song vĩnh viễn sẽ không giao nhau, cho dù ở một góc nào đó không hẹn mà gặp, bọn họ đều sẽ trốn tránh đối phương. Hôm nay Lạc Chỉ vừa tới canteen, liền thấy Trương Minh Thụy đã sớm tới đây, xếp hàng mua đồ ăn yêu thích cho cô. Hơn nữa để tránh cô suy nghĩ lung tung, anh còn kéo cô cùng mình đi làm thêm, mà công việc chính là dắt chó đi dạo. Trương Minh Thụy vì mua quà cho Hứa Nhật Thanh, một ngày phải làm thêm mấy công việc, dắt chó đi dạo xong lại phải đến phòng thí nghiệm làm việc. Lạc Chỉ vừa hay buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì, liền đồng ý lời mời của Trương Minh Thụy cùng đến phòng thí nghiệm. Nhưng sau khi đến nơi nhìn thấy Thịnh Hoài Nam ở cửa, cô lại lập tức chạy trối chết. Trương Minh Thụy thật sự không hiểu Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng anh thân là người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảm giữa bọn họ khó có thể dứt bỏ. Bất luận là đồ ăn Lạc Chỉ thích ăn hay là đưa cô đi giải sầu, đây đều là sự quan tâm và nhắc nhở đến từ Thịnh Hoài Nam, nhưng anh lại không muốn tự mình thực hiện những điều này. Bên này, Lạc Dương mang tác phẩm của họa sĩ mà Đinh Thủy Tịnh yêu thích nhất tặng cho cô. Anh vẫn luôn chú ý tất cả những gì cô thích, cũng sẽ bị cảm xúc của cô làm rung động, nhưng lại không thể đối mặt với tình cảm chân thật của mình. Bởi vì dù sao anh cũng đã có vị hôn thê Trần Tĩnh, nhưng rõ ràng tinh thần bọn họ theo đuổi cũng không tương thông. Hôm nay Trần Tĩnh dẫn Lạc Dương đi gặp một vị giáo sư, vì muốn lấy lòng đối phương giúp Lạc Dương tìm một công việc tốt hơn, cô thậm chí còn nói dối anh chính là fan của ông ấy. Cô vốn không quan tâm theo đuổi cái gì là tinh thần hay mộng tưởng, chỉ quan tâm cuộc sống tương lai có tốt hơn hay không. Nhưng đây rõ ràng không phải là điều Lạc Dương muốn, cũng không cách nào sống cuộc sống mà Trần Tĩnh muốn. Anh không biết tại sao mình phải chịu đựng người không thích hợp với mình như vậy. Mặt khác, Qua Bích thật vất vả mới thoát khỏi Giang Bách Lệ, rốt cục cũng có tư cách theo đuổi tiếp cận Trần Mặc Hàm. Hiện tại hắn cực kỳ giống Giang Bách Lệ lúc trước, cả ngày chạy tới chạy lui hèn mọn xoay quanh Trần Mặc Hàm. Trên bàn ăn, ngoại trừ Qua Bích một mực cẩn thận lấy lòng ra, Trần Mặc Hàm một câu cũng không nói, coi sự lấy lòng của hắn là lẽ đương nhiên. Điều này khiến hắn nhớ lại cũng chính tại nhà hàng này, Giang Bách Lệ đã từng vì chúc mừng sinh nhật hắn, mặc dù trong túi không đủ tiền, nhưng vẫn vì thỏa mãn hắn mà tình nguyện chịu đói. Qua Bích không quên được hình ảnh Giang Bách Lệ ăn thịt hắn tự tay đút cho, vui vẻ đến khoa chân múa tay vui sướng. Thật ra hắn có lẽ đã sớm thích Giang Bách Lệ rồi, đã quen với sự có mặt khắp nơi của cô ấy. Chỉ là chấp nhận đối với đoạn tình cảm đã từng không có được kia quá sâu, khiến hắn đánh mất chính mình.
Hôm nay là ngày Trần Tĩnh và Lạc Dương chụp ảnh cưới, đây vốn là ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng sắp cưới, nhưng Lạc Dương lại rất máy móc phối hợp với nhiếp ảnh gia. Bức ảnh vốn nên thân mật, nhưng anh ta ngay cả một nụ hôn môi cũng không muốn dành cho Trần Tĩnh. Trong lúc nghỉ ngơi, thừa dịp Lạc Dương không có mặt, Đinh Thủy Tịnh vẫn luôn đi theo bọn họ mới xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh. Cô tự tin mình hiểu rõ Lạc Dương, càng thấy rõ anh ấy và Trần Tĩnh ở bên nhau không vui vẻ. Thậm chí cô cho rằng hạnh phúc mà Trần Tĩnh có được là nhờ sự âm thầm chịu đựng và tủi thân của Lạc Dương. Nhưng mà Trần Tĩnh và Lạc Dương đã sớm yêu nhau hơn 5 năm, những lúc anh ấy suy sụp nhất là cô đã ở bên cạnh cùng anh ấy vượt qua tất cả. Trần Tĩnh là người hy vọng có thể sống một cuộc sống ổn định, suy nghĩ của cô ấy rất tự nhiên và thực tế. Ngược lại Đinh Thủy Tịnh chính là tuổi thanh xuân tùy ý, cô có thể bất chấp tất cả cùng Lạc Dương theo đuổi giấc mơ, cho dù đụng phải đầu rơi máu chảy cũng không hối hận. Ở trước mặt Đinh Thủy Tịnh, Trần Tĩnh cảm thấy một loại cảm giác thất bại thật sâu. Cô không thể không thừa nhận đàn ông ở bên Đinh Thủy Tịnh sẽ cảm thấy rất kích thích, rất có tính thách thức. Cảm giác bất an này ảnh hưởng đến cô, khiến thời khắc mà người phụ nữ mong đợi nhất này bỗng trở nên u ám. Sau khi chụp ảnh cưới, hai người hẹn Lạc Chỉ cùng ăn cơm. Ba người ở chung có thể thấy được quan hệ giữa Lạc Chỉ và Trần Tĩnh rất thân thiết, mà Đinh Thủy Tịnh vẫn luôn đi theo bọn họ. Lạc Lõng đứng ở bên ngoài, cô rất táo bạo dũng cảm, nhìn thấy Trần Tĩnh đi vệ sinh lập tức đi theo. Đinh Thủy Tịnh lần nữa xuất hiện, khiến Trần Tĩnh rốt cục nhịn không được cảm xúc bất an trong lòng. Cô đem cảm giác này chia sẻ với Lạc Chỉ. Nhiều năm như vậy, Lạc Chỉ vẫn luôn tin rằng anh trai mình một lòng một dạ, cô cũng chỉ nhận một người chị dâu là Trần Tĩnh. Đây có lẽ chính là lý do cô vẫn không đáp lại tin nhắn của Đinh Thủy Tịnh hỏi về Lạc Dương. Hôm nay Đinh Thủy Tịnh cảm xúc cũng rất thất thường, lần nữa gửi tin nhắn cho Lạc Chỉ, uy hiếp cô một ít bí mật nhỏ mình đã biết. Nhưng mà Lạc Chỉ cũng không quan tâm cô ta đến tột cùng biết cái gì, cô chỉ thật lòng hy vọng Đinh Thủy Tịnh có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình. Tác phẩm nghệ thuật sẽ phản ánh một cách trần trụi nội tâm bên trong của tác giả. Khi đó ở Trấn Hoa, cô vẫn nhớ mãi tác phẩm mà Đinh Thủy Tịnh vẽ cho lễ kỷ niệm trường, vì thế khuyên đối phương nên dồn sức vào việc mà mình yêu thích. Tin nhắn này bỗng nhiên khiến Đinh Thủy Tịnh nhớ tới, bức tranh đó chính là tác phẩm đầu tiên của mình, mà cũng chính là Lạc Chỉ đã giúp mình đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Cho nên khi Diệp Triển Nhan lại muốn dùng thủ đoạn ngăn cản Lạc Chỉ tham gia tọa đàm, Đinh Thủy Tịnh không muốn giúp đỡ nữa. Đinh Thủy Tịnh cầm điện thoại cho Diệp Triển Nhan soi gương, bảo cô ta hãy nhìn kỹ lại bản thân bây giờ đi, xem có còn giống một Diệp Triển Nhan tự tin hoạt bát mà mình quen biết lúc trước hay không. Thế nhưng nỗi hận của Diệp Triển Nhan đối với Lạc Chỉ đã sớm trở thành chấp niệm, đương nhiên sẽ không nghe theo lời khuyên của Đinh Thủy Tịnh. Thậm chí khi cô ta biết được Lạc Chỉ đưa USB nội dung phỏng vấn buổi tọa đàm đến hội sinh viên, còn cố ý tự mình lấy đi. Cùng lúc đó, tuy rằng Thịnh Hoài Nam đã dần dần rời xa Lạc Chỉ, nhưng lại cố ý đem cuốn sổ chứa đựng hồi ức thời trung học gửi đến ký túc xá. Nhìn ảnh chụp trong sổ, Thịnh Hoài Nam hy vọng biết bao có thể phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Chỉ từ thời trung học, cũng tự hỏi liệu bây giờ bù đắp có còn kịp hay không. Hôm nay trên sân bóng rổ, Lạc Chỉ giống như hồi trung học, ngồi ở bên cạnh nhìn bạn học đang chơi bóng rổ. Mặc dù trong đó đã không còn bóng dáng mong đợi quen thuộc của cô, nhưng cũng không thể khiến cô thay đổi thói quen. Nhớ lại năm đó, Thịnh Hoài Nam cũng từng không cẩn thận ném bóng rổ lên người Lạc Chỉ, vốn đây là một cơ hội tốt để quen biết, nhưng cô nhát gan trốn tránh khiến cơ hội đó trôi theo dòng nước. Đúng lúc này một quả bóng rổ bay tới, may mà Trương Minh Thụy nhanh nhẹn thay Lạc Chỉ đỡ lấy. Về mặt tình cảm hai người có rất nhiều điểm chung, Trương Minh Thụy ngồi xuống chia sẻ với Lạc Chỉ về chuyện của mình. Trước đây khi yêu thầm Hứa Nhật Thanh anh cảm thấy rất tốt đẹp, nhưng bây giờ khi có cơ hội tiếp cận người mình thích, anh lại càng có cảm giác mệt mỏi. Anh cảm thấy hình như mình không tìm thấy điểm chung nào với Hứa Nhật Thanh, càng tiếp xúc lại càng nhận ra hai người có bao nhiêu không thích hợp. Lạc Chỉ đối với loại cảm giác này hiểu rõ nhất, nhưng sự ăn ý và sở thích đều có thể bồi dưỡng lẫn nhau, chỉ có thật lòng thích mới có thể nguyện ý thay đổi chính mình. Hôm nay, Thịnh Hoài Nam vẫn đi theo phía sau Lạc Chỉ, rốt cục nhịn không được chất vấn nghi hoặc trong lòng, hỏi có phải cô thích mình hay không? Có phải từ hồi cấp 3 cô luôn quan sát và thu thập tin tức của mình, khiến mình nhầm tưởng hình như cô là người tâm đầu ý hợp với mình rồi thích cô hay không? Rõ ràng hồi cấp 3 cô xuất sắc như vậy, nhưng anh lại không có ấn tượng gì. Lên đại học hai người cũng không có giao điểm, tại sao cô lại chỉ thích mình cơ chứ? Lạc Chỉ thầm tự trả lời trong lòng, bởi vì trong những năm tháng ảm đạm, khốn đốn nhất của cô, anh chính là nguồn sáng duy nhất. Thế nhưng cô không trả lời như vậy, chỉ nói bởi vì anh chính là Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam nghe vậy, cho rằng quả nhiên cô tiếp cận mình có mục đích. Chẳng lẽ tất cả đều là chiêu trò của cô hay sao? Hơn nữa anh còn nhắc tới chuyện Diệp Triển Nhan nhờ Lạc Chỉ đưa thư chia tay và dây chuyền cho mình, nhưng cô lại vì đố kỵ mà vứt đi. Anh không biết cô rốt cuộc còn bao nhiêu lời nói dối giấu giếm mình. Lạc Chỉ nghe vậy vô cùng thất vọng, hóa ra trong lòng anh mình lại là người như vậy. Cô thừa nhận từ hồi cấp 3 mình đã coi anh là mục tiêu học tập, thích mọi thứ thuộc về anh, theo đuổi mọi thứ của anh. Tất cả những sự trùng hợp đều là những lời nói dối trăm phương ngàn kế, nhưng đạp lên những lời nói dối đau đớn này cô mới có thể từng bước tiếp cận anh. Cuối cùng cô nói ra lời tỏ tình cất giấu trong lòng bấy lâu, Thịnh Hoài Nam mình thích cậu. Đây chính là điều thật lòng duy nhất của cô. Chữ thích vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả tình yêu thầm cuối cùng của Lạc Chỉ cũng bị tước đoạt. Cô chạy chối chết trước mặt Thịnh Hoài Nam, sau đó tùy ý đi vào một tiệm cắt tóc. Ban đầu cô để tóc dài là vì anh, vì nhiều năm yêu thầm. Hiện giờ việc yêu thầm hèn mọn đã kết thúc, vậy thì không cần phải lưu luyến thêm nữa. Cơn mưa lớn từ trên trời rơi xuống che đi những giọt nước mắt của Lạc Chỉ, nhưng không rửa được nỗi đau trong lòng cô. Cô không ngừng chạy quanh sân thể dục, không ngừng phát tiết. Giờ phút này cô đã hai bàn tay trắng, giống như bị người ta lột sạch quần áo đứng trước mặt người khác. Chờ đến khi Giang Bách Lệ và Trương Minh Thụy tìm được Lạc Chỉ,
cô đã sớm hôn mê bất tỉnh trong cơn mưa lớn từ bao giờ. Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, Lạc Chỉ nhìn như đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đã điên cuồng, trở nên càng thêm u ám. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân, chán ghét chính mình đã từng lừa gạt Thịnh Hoài Nam, tuổi thanh xuân đã không có khả năng trở lại. Giang Bách Lệ ở bên cạnh an ủi, Chu Nhan cũng dẫn Tiffany và Jack đến thăm cô. Hôm sau, Thịnh Hoài Nam vừa về nhà thì thấy cô ruột đến thăm. Cô của anh từ khi bị bố anh đuổi ra khỏi nhà đã đổi tên thành Chu Nhan, gần đây mới định cư ở Hạ Môn. Cô cháu gặp lại, Thịnh Hoài Nam mới biết Tiffany và Jack là con của Chu Nhan. Mà Chu Nhan cũng biết chuyện của anh và Lạc Chỉ, hôm nay cô tới chính là muốn hỏi anh có thích Lạc Chỉ hay không. Nhưng Thịnh Hoài Nam ngoại trừ không tự tin Lạc Chỉ có thật lòng với mình hay không, mà còn bởi vì mẹ phản đối nên không dám tiếp cận cô ấy nữa. Nếu anh không nghe lời mẹ, bà ấy chắc chắn sẽ tự đến tìm Lạc Chỉ gây rắc rối, anh không muốn cô ấy bị tổn thương vì gia đình mình một lần nữa. Chu Nhan khuyên anh tâm bệnh phải chữa từ trong tâm, đầu tiên anh phải hiểu được điều mình muốn là gì, người khác nói gì không quan trọng. Hơn nữa cô cũng bảo anh hãy thử nhớ lại, những lần Lạc Chỉ tiếp xúc với anh, đã từng làm chuyện tổn thương anh hay chưa. Chu Nhan dùng kinh nghiệm của mình nói với Thịnh Hoài Nam, ân oán đời trước là chuyện của đời trước, tình cảm là việc của bản thân. Anh có quyền, có tư cách lựa chọn tương lai hạnh phúc. Điều quan trọng nhất, anh phải cho cô gái mà anh làm tổn thương một lời hứa hạnh phúc. Nghe xong lời khuyên của Chu Nhan, khiến Thịnh Hoài Nam càng thêm kiên định quyết tâm nắm trong tay hạnh phúc của mình. Lần đầu tiên anh nghiêm túc hy vọng mẹ đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình nữa, đây là giới hạn để anh quay về. Mà hiện tại hội sinh viên cũng xảy ra chuyện, thầy Mạc Đan cho rằng bản thảo phỏng vấn buổi tọa đàm của bọn họ quá bình thường, dường như không hiểu về tác phẩm của thầy ấy, cho nên muốn từ chối lời mời. Thế nhưng lúc này hội sinh viên đã quảng cáo rộng rãi về buổi tọa đàm, nếu Mạc Đan không xuất hiện, hội sinh viên chắc chắn sẽ trở thành trò cười của toàn trường. Trước mắt bọn họ cần một người thường xuyên đọc tác phẩm của Mạc Đan mới có thể đưa ra vấn đề cốt lõi, mà người đó không ai khác chính là Lạc Chỉ. Đột nhiên một bạn học nhớ ra, lúc trước Lạc Chỉ đã từng mang một cái USB tới, trong đó có ý kiến liên quan đến bản thảo phỏng vấn, nhưng đã bị Diệp Triển Nhan lấy đi. Qua Bích lập tức gọi điện thoại cho Lạc Chỉ nhờ giúp đỡ, nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành gọi cho Giang Bách Lệ, lúc này mới biết chuyện Lạc Chỉ nằm viện, thậm chí suýt chút nữa bị viêm phổi. Thịnh Hoài Nam vội vàng cùng Qua Bích lái xe chạy tới bệnh viện, đúng lúc gặp được mấy người Lạc Chỉ vừa xuất viện. Mắt thấy Lạc Chỉ kiên quyết tự bắt xe trở về, Thịnh Hoài Nam trực tiếp bế cô lên xe. Thịnh Hoài Nam ngồi ở ghế lái phụ, cố ý điều chỉnh gương chiếu hậu thành góc độ có thể nhìn thấy Lạc Chỉ, cả người đều lộ ra bộ dáng lo sợ bất an. Dưới sự năn nỉ nhờ giúp đỡ của Qua Bích và Giang Bách Lệ, Lạc Chỉ rốt cục đồng ý giúp sửa lại bản thảo phỏng vấn. Sau khi Lạc Chỉ kiểm tra, phát hiện những đề xuất mình đưa ra hoàn toàn không được tiếp thu, thậm chí nội dung phỏng vấn tất cả đều liên quan đến chuyện riêng tư, đây chính là lý do khiến Mạc Đan từ chối phỏng vấn. Trong lúc Lạc Chỉ bận rộn, Giang Bách Lệ nhân cơ hội dính lấy Qua Bích, điều này cũng tạo cơ hội để Thịnh Hoài Nam có thể ở riêng với Lạc Chỉ. Nhưng sau chuyện lần trước, Lạc Chỉ đã không muốn nhân nhượng Thịnh Hoài Nam khắp nơi nữa, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng. Ngược lại Thịnh Hoài Nam giống như chột dạ, khắp nơi quan tâm Lạc Chỉ, muốn kéo gần khoảng cách với đối phương. Lạc Chỉ và Giang Bách Lệ bận rộn xong trở lại ký túc xá, đã thấy Trương Minh Thụy vẫn chờ ở cửa. Anh tới đưa thuốc và đồ ăn cho Lạc Chỉ, sau đó dặn dò nhiều lần mới yên tâm rời đi. Điều này khiến Giang Bách Lệ có chút hoài nghi, liệu có phải Trương Minh Thụy thích Lạc Chỉ hay không, thậm chí cảm thấy anh ấy so với Thịnh Hoài Nam càng thích hợp với Lạc Chỉ hơn. Để cướp được vé tọa đàm của Mạc Đan, đã có rất nhiều bạn học dựng lều xếp hàng, Giang Bách Lệ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này Qua Bích bởi vì làm mất sổ sách điện tử của hội học sinh, khiến hắn lần nữa gặp rắc rối. Trước kia đều là Giang Bách Lệ giúp hắn ghi chép hạng mục, lần này cũng chỉ có thể lần nữa mặt dày xin giúp đỡ từ cô. Lạc Chỉ cũng từ Giang Bách Lệ biết được chuyện này, cho nên chủ động giúp đỡ. Sau đó, Lạc Chỉ và Giang Bách Lệ ở trong lều vừa xếp hàng vừa sửa sang lại sổ sách, Qua Bích và Thịnh Hoài Nam cũng không mời tự đến, bốn người cùng nhau chen chúc trong căn lều nhỏ. Thịnh Hoài Nam nhớ ban đêm muỗi nhiều, cố ý mang đến dầu thơm, còn có một ít đồ uống. Khi anh không cẩn thận đưa coca cho Lạc Chỉ, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, lập tức đổi coca thành hồng trà. Lúc này Trần Mặc Hàm gọi điện thoại cho Qua Bích, bảo hắn đến cùng mình luyện tập. Nhưng rắc rối lần này là do hắn gây ra, cho nên đương nhiên không thể buông tay mặc kệ, bởi vậy khéo léo từ chối đối phương. Mà Thịnh Hoài Nam vì muốn ở riêng với Lạc Chỉ, cố ý lấy cớ mua đồ ăn khuya, thành công đuổi Qua Bích và Giang Bách Lệ đi. Hiện tại tình yêu thầm đã được tiết lộ, Lạc Chỉ cũng không có gì phải che giấu hay sợ hãi, cho nên khi đối mặt với Thịnh Hoài Nam mới càng có thể làm chính mình. Cô không cần lo lắng liệu lời nói và hành động của mình có khiến Thịnh Hoài Nam có suy nghĩ không tốt hay không, cũng không muốn tiếp nhận sự quan tâm đối phương kiểu muốn bố thí thì bố thí, muốn lấy đi thì lấy đi. Ngược lại Thịnh Hoài Nam bắt đầu chủ động quan tâm Lạc Chỉ, lo lắng sức khỏe của cô, cũng cưỡng ép cô choàng thêm túi ngủ, dặn dò cô uống nhiều nước nóng. Sau khi trải qua lời tỏ tình nghiêm hình bức cung kia, vị trí của hai người dường như đã có sự thay đổi. Bên này, Qua Bích và Giang Bách Lệ trên đường cùng nhau đi mua đồ ăn khuya, hai người rất tự nhiên nô đùa đuổi theo nhau, không khí ở chung vô cùng vui vẻ. Đáng tiếc là lời nói vô tình của Qua Bích đã khiến Giang Bách Lệ nhớ lại lần chia tay không vui vẻ trước đó, hai người ngượng ngùng không còn nói thêm gì nữa. Ban đêm, Lạc Chỉ ra ngoài hoạt động thân thể, Thịnh Hoài Nam cũng lập tức đi theo, hy vọng có thể cùng cô thoải mái, tự nhiên ở bên nhau như trước kia. Kết quả Lạc Chỉ thẳng thắn nói không thể quay lại được nữa, nói chuyện thoải mái trong mắt anh với cô mà nói đều là những việc rất khó. Thậm chí cô còn cố ý nhấn mạnh đây là lời thật lòng không phải nói dối. Rõ ràng hành động lúc trước của Thịnh Hoài Nam đã làm tổn thương Lạc Chỉ,
để lại dấu ấn thật sâu trong lòng cô. Hiện tại cô đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng và chờ mong nào đối với đoạn tình cảm này nữa. Bận rộn một ngày một đêm, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành sổ sách. Không ngờ lại bị Trần Vĩnh Lạc giành hết công lao, tuy nhiên điều này đã nằm trong dự liệu, bọn họ cũng không bất ngờ cho lắm. Mà để cảm ơn Giang Bách Lệ và Lạc Chỉ đã giúp đỡ, Thịnh Hoài Nam tặng cho bọn họ 2 tấm vé VIP. Sau khi về phòng, Lạc Chỉ nhìn chiếc áo mưa màu vàng đã giặt sạch trong ngăn kéo, lựa chọn mang nó đi trả lại cho chủ nhân của nó. Tiện đường cô đi trả sách thì tình cờ gặp Thịnh Hoài Nam, vì thế dứt khoát trả áo mưa lại cho đối phương. Từ lần trước chia tay trong không vui, mỗi lần đều là Lạc Chỉ rời đi trước, cô không còn tham luyến bóng lưng Thịnh Hoài Nam nữa. Lúc này Thịnh Hoài Nam không cam lòng đuổi theo, nhiều lần xin lỗi Lạc Chỉ, nhưng lại không muốn giải thích nguyên nhân hành vi thay đổi thất thường của mình. Mà Lạc Chỉ thấy vậy cũng không có ý truy hỏi, dứt khoát xoay người rời đi. Thịnh Hoài Nam không biết trong những năm yêu thầm mình, Lạc Chỉ đã từng bao nhiêu lần nhìn bóng lưng mình rời đi. Cho tới hôm nay, anh mới tự mình cảm nhận được loại cảm giác này. Mặc dù hai chân anh bất giác muốn đi theo, muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim cô, nhưng lời xin lỗi đơn bạc cũng không phải là điều Lạc Chỉ muốn. Rất nhanh đã tới buổi tọa đàm giới thiệu sách mới của Mạc Đan. Trước khi lên sân khấu, Thịnh Hoài Nam và Diệp Triển Nhan khớp kịch bản phỏng vấn với Mạc Đan. Thế nhưng bởi vì bản thảo phỏng vấn là do Lạc Chỉ chuẩn bị, hơn nữa Diệp Triển Nhan căn bản cũng không hiểu rõ tác phẩm và sở thích của Mạc Đan, khiến Mạc Đan rất không hài lòng. Vì đây là buổi phát hành sách mới đầu tiên của Mạc Đan ở châu Á, vậy nên thầy ấy hy vọng màn giao lưu này có chiều sâu hơn. Điều này làm cho đám người Thịnh Hoài Nam lập tức nghĩ đến Lạc Chỉ. Diệp Triển Nhan nghe vậy lập tức phản đối, nhưng mọi người chẳng ai quan tâm đến cô ta có đồng ý hay không, vội vàng chạy đi sắp xếp lại chương trình. Buổi tọa đàm đã bắt đầu, Trần Mặc Hàm diễn tấu một khúc khởi động, cũng là kéo dài thời gian chuẩn bị cho bọn họ. Thịnh Hoài Nam chủ động đề xuất đổi MC với Mạc Đan, mà Qua Bích cũng thành công nhờ được Lạc Chỉ giúp đỡ. Lúc này, không ngờ Diệp Triển Nhan lại nguyện ý buông bỏ thành kiến và sự ích kỷ của mình, chủ động trang điểm cho Lạc Chỉ, cũng đem hai bộ trang phục phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn đưa cho đối phương. Đây là lần đầu tiên Diệp Triển Nhan chủ động đưa cô gái khác đến bên cạnh Thịnh Hoài Nam, tận mắt nhìn Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cùng nhau rời đi. Trong buổi tọa đàm, Mạc Đan rất vui khi được Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ tiến hành phỏng vấn, cũng thảo luận với nhau một số vấn đề có chiều sâu, đồng thời dưới sự hỏi đáp của Mạc Đan, họ đã tìm hiểu quan điểm của đối phương về tình yêu. Lạc Chỉ rất khao khát sự trung thủy và trung thực trong tình yêu, sẽ không dùng chiêu trò và lời nói dối để lừa gạt lòng người, thậm chí còn nhân cơ hội tinh nghịch châm chọc Thịnh Hoài Nam một chút. Buổi tọa đàm vô cùng thành công, chị em ký túc xá mở một buổi tiệc chúc mừng nhỏ cho Lạc Chỉ, mà Diệp Triển Nhan buồn bã cũng đang được chắc thần an ủi. Cô không ngờ mình lại có một ngày hào phóng như vậy, có thể tự tay đem cơ hội đứng ở bên cạnh Thịnh Hoài Nam, cứ như vậy chắp tay nhường cho Lạc Chỉ. Nhưng nếu có cơ hội chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ tiếc là bản thảo lúc trước cô làm đặc biệt có một bài thơ dịch từ tiếng Anh, cô vốn định đọc diễn cảm trước mặt mọi người, hôm nay lại không có cơ hội. Chắc thần thân là sinh viên khoa khoa học tự nhiên, trong đầu cũng chỉ có cách giải phương trình. Cách duy nhất anh có thể nghĩ đến để an ủi Diệp Triển Nhan chính là dẫn cô lên bục cao trước sân thể dục, cổ vũ đối phương coi nơi này là sân khấu. Diệp Triển Nhan cảm thấy mất mặt xoay người rời đi, kết quả Chắc thần lại ở phía sau lớn tiếng đọc thơ lên, chỉ là một đoạn thơ hay lại bị anh đọc giống như công thức toán vậy. Diệp Triển Nhan nhịn không được rốt cục vẫn quay đầu lại. Ánh sáng phía sau chiếu lên người cô, khiến cô lúc này càng trở nên thuần khiết và xinh đẹp hơn, cũng khiến Chắc thần khó có thể rời mắt. Sau khi đọc thơ xong, Diệp Triển Nhan nhận được tiếng vỗ tay thật lòng của học sinh dừng chân trên sân thể dục, cũng làm cho trái tim vốn mất mát của cô lại tràn ngập sức sống. Lễ Giáng sinh sắp tới, Lạc Chỉ ngồi lên xe trở về Cáp Nhĩ Tân thăm mẹ, mà Thịnh Hoài Nam vẫn không biết chuyện này, trong lòng tràn đầy chờ đợi cô sẽ tới tham gia tiệc chúc mừng buổi tọa đàm thành công. Vừa sáng sớm, anh đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề, còn mời ba anh em ký túc xá cùng đi, cũng dễ giúp mình tác hợp. Sau đó bốn anh em cùng đi tới bên ngoài du thuyền, mỗi người đều đeo kính râm giống nhau chờ Lạc Chỉ đến. Nhưng sau khi Qua Bích chạy tới, Thịnh Hoài Nam mới biết Lạc Chỉ có việc không thể tới. Thấy ngay cả tin nhắn cô ấy cũng chỉ gửi cho Qua Bích mà không phải mình, Thịnh Hoài Nam bắt đầu càng thêm lo lắng, liệu có phải Lạc Chỉ cố ý trốn tránh mình hay không. Lúc này Lạc Chỉ đang ở nhà tận hưởng cuộc sống gia đình, cùng mẹ và hai mẹ con Lạc Dương ăn cơm, trải qua thời gian rảnh rỗi hiếm có. Sau bữa cơm, Lạc Dương và Lạc Chỉ có thời gian ở một mình, mới có thể nói với nhau vài câu tri kỷ. Lạc Chỉ không thể hiểu được vì sao anh trai lại chỉ coi việc kết hôn với Trần Tĩnh là một câu trả lời cho chị ấy. Mà trong lòng Lạc Dương, cho dù không cam lòng anh cũng phải tự nói với mình, cuộc hôn nhân này là trách nhiệm mà một người đàn ông phải gánh vác. Thậm chí khi thảo luận đến Đinh Thủy Tịnh, trong mắt Lạc Dương tràn đầy không nỡ và đau thương. Có lẽ trái tim của anh đã sớm thay đổi, đối với Trần Tĩnh cũng chỉ còn lại có tình thân mà thôi. Mặt khác, Thịnh Hoài Nam đang ở tiệc chúc mừng vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí hoài nghi có phải Qua Bích vì không cho Giang Bách Lệ xuất hiện mới cố ý không cho Lạc Chỉ đến đây hay không. Hiện tại Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ dường như đã hoàn toàn hoán đổi, anh rốt cục cũng có thể cảm nhận được nỗi chua xót khi Lạc Chỉ thầm yêu. Lúc này, Qua Bích cũng long trọng giới thiệu thân phận bạn gái của Trần Mặc Hàm, đáng tiếc hạnh phúc còn chưa tới mấy giây, Trần Vĩnh Lạc đã dẫn theo Giang Bách Lệ chạy tới hiện trường. Hơn nữa hắn còn cố ý sắp xếp cho Giang Bách Lệ ngồi cùng bàn với Qua Bích, sau đó lấy cớ bận rộn rời đi, rõ ràng là cố ý bày cục diện rối rắm cho Qua Bích. Bởi vì Lạc Chỉ vắng mặt, Thịnh Hoài Nam vẫn buồn bực không vui, anh liền tìm cớ để Giang Bách Lệ đổi chỗ ngồi bên cạnh mình, thuận tiện cũng là vì hỏi thăm tình hình của Lạc Chỉ. Sự quan tâm của Thịnh Hoài Nam chỉ tồn tại bằng lời nói, khiến Giang Bách Lệ bất mãn đã lâu được dịp phát tiết. Dù sao lúc Lạc Chỉ sinh bệnh, anh thậm chí còn không hỏi han ân cần bằng Trương Minh Thụy. Sau khi nói xong một tràng,
Giang Bách Lệ tức giận rời đi, lại bị Trần Mặc Hàm đuổi theo gọi lại. Đối mặt với Trần Mặc Hàm vênh váo tự đắc biểu thị chủ quyền, Giang Bách Lệ cũng không hề nhu nhược lui bước, cảnh cáo ngược lại cô ta giữ bạn trai thật chặt vào, nói không chừng một ngày nào đó mình và anh ta lại quay về bên nhau. Nói xong cô bỏ lại Trần Mặc Hàm xoay người rời đi. Mà Thịnh Hoài Nam nghĩ lại lời nói của Giang Bách Lệ, lại nhớ tới Chu Nhan từng nói Lạc Chỉ coi anh là luồng sáng trong quãng thời gian thanh xuân ảm đạm của mình, cũng nói cho anh biết Lạc Chỉ yêu anh nhiều ra sao. Lúc này Thịnh Hoài Nam mới đột nhiên phát hiện, thì ra để cho một người hiểu được tấm lòng của mình là chuyện khó khăn cỡ nào. Cuối cùng Thịnh Hoài Nam quyết định chạy tới Cáp Nhĩ Tân, trực tiếp bày tỏ chân tình của mình với Lạc Chỉ. Bên này mẹ con Lạc Chỉ đang đi tế bái bố Lạc, bởi vì kinh tế gia đình khó khăn, cho cốt của ông ấy cũng chỉ có thể giải dưới một gốc cây trong rừng. Nhưng cuộc sống khó khăn hơn nữa đã vượt qua, mẹ Lạc không hề yêu cầu xa vời, hiện tại bà chỉ hy vọng con gái hạnh phúc, hy vọng con gái có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu trong lòng, không cần gánh vác ân oán thế hệ trước. Lúc này Thịnh Hoài Nam gọi điện tới cho Lạc Chỉ, nhưng đang nói thì điện thoại đột nhiên bị hỏng. Sau khi cân nhắc, cô cuối cùng lựa chọn không gọi lại. Thịnh Hoài Nam nhất thời không liên lạc được với Lạc Chỉ, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng đi tới Trấn Hoa thử vận may, hy vọng có thể gặp được cô ấy ở chỗ này. Không ngờ đúng lúc này vang lên giọng nói quen thuộc, Diệp Triển Nhan từ phía sau chạy tới. Nhưng hiện tại bất luận Diệp Triển Nhan dùng phương thức gì, đã không thể đả động Thịnh Hoài Nam được nữa, cho dù cô nói mình đã quyết định ra nước ngoài du học, anh cũng chẳng còn muốn dây dưa. Cho đến khi Diệp Triển Nhan nhắc đến nguyên nhân khiến cho bọn họ chia tay có liên quan đến cô của anh, mới khiến anh đồng ý cùng cô ta đi uống cà phê. Hóa ra, năm đó bố của Diệp Triển Nhan tuy rằng đã có gia đình, nhưng vì muốn có nhiều nguồn lợi hơn mà lợi dụng tình cảm của Chu Nhan, hại Chu Nhan bị đuổi ra khỏi nhà. Mà mẹ của Diệp Triển Nhan cũng bởi vì chồng ngoại tình mà mắc chứng trầm cảm, cuối cùng rời khỏi nhân thế. Diệp Triển Nhan không hiểu tại sao Thịnh Hoài Nam biết được ân oán lúc trước của nhà họ Lạc và nhà họ Thịnh, cũng biết động cơ mà Lạc Chỉ tiếp cận mình, vì sao vẫn quan tâm đến cô ấy như vậy. Nhưng Thịnh Hoài Nam không muốn tiếp tục nghe Diệp Triển Nhan nói xấu Lạc Chỉ. Anh cũng không muốn biết Lạc Chỉ tiếp cận mình với mục đích gì, chỉ biết cô ấy là người duy nhất ở bên cạnh mình mà không đòi hỏi gì cả. Đây là lòng chân thành của cô ấy, cho nên anh cũng sẽ đối xử với cô ấy bằng lòng chân thành. Cùng lúc đó, Lạc Chỉ sau khi mang điện thoại đi sửa thì cũng đi tới Trấn Hoa. Trên quảng trường huyên náo, những quả bóng bay đủ màu sắc tự do bay lên bầu trời, cũng làm cho Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ nhìn thấy nhau gần trong gang tấc. Sau đó Lạc Chỉ đi lấy điện thoại, Thịnh Hoài Nam cũng vội vàng theo sau. Nhìn những tin nhắn quan tâm của Thịnh Hoài Nam gửi trong điện thoại, lại nhìn về phía bóng dáng bên ngoài cửa kính, có lẽ giờ khắc này trái tim Lạc Chỉ cũng đã mềm mại lần nữa. Sau khi ra ngoài, Thịnh Hoài Nam ủy khuất vô tội năn nỉ Lạc Chỉ cùng đi ăn cơm, nhưng bầu không khí vốn đang dần tốt lên lại bị tin nhắn của Diệp Triển Nhan phá vỡ. Lúc này Lạc Chỉ lại hỏi rốt cuộc tại sao Thịnh Hoài Nam lại về Cáp Nhĩ Tân tìm mình. Kết quả anh lại nói không có lý do gì đặc biệt cả, đầu óc anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ thì đã về đây rồi. Lạc Chỉ nghe vậy liền tức giận, khiến bầu không khí hiện tại lại trở nên tồi tệ hơn. Cô không muốn lại đắm chìm trong loại cảm giác lo được lo mất này nữa, đứng dậy quyết đoán rời đi. Sau khi về đến nhà một lúc lâu, Lạc Chỉ nghe mẹ của Lạc Dương nói chuyện, mới biết được Thịnh Hoài Nam vẫn đứng chờ ở bên ngoài nhà mình. Cô lập tức lấy cớ trở về phòng, vừa vào trong liền nghe được người lớn nói chuyện về chân tướng vụ hỏa hoạn năm đó, nói rằng nhà họ Thịnh mua thiết bị cũ không đạt yêu cầu nên mới dẫn đến bi kịch phát sinh. Hiện giờ chứng cứ liên quan đang được điều tra, tình hình cũng rất lạc quan, tin rằng tương lai không xa nhà họ Thịnh tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Lạc Chỉ đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng lạnh đến run rẩy bên ngoài, nghe những lời nói chân thành của Thịnh Hoài Nam trong tin nhắn, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Sau đó, Thịnh Hoài Nam được bác bảo vệ tiểu khu có lòng tốt thu nhận, mà Lạc Chỉ cuối cùng vẫn là không yên tâm, cố ý lén đưa đến cho anh một phần canh gà. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hoài Nam đã sớm chờ ở cửa tiểu khu nhà Lạc Chỉ, chạy theo cô cùng nhau trở về Hạ Môn. Cho dù thái độ của cô lạnh lùng, anh vẫn chu đáo đưa ra bữa sáng nóng hổi cho cô. Hôm nay là lần cuối cùng Lạc Dương và Đinh Thủy Tịnh gặp mặt, anh không hy vọng làm cho người nhà thất vọng, lại càng không muốn tổn thương Trần Tĩnh, chỉ có thể che giấu đi nội tâm của một cậu bé khao khát tự do trong lòng. Hai người ở trong tuyết chơi đùa, trong lúc tiếp xúc gần gũi vô cùng động tâm, thế nhưng lại bị cuộc gọi của Trần Tĩnh cắt ngang, ngay cả tấm ảnh kỷ niệm cuối cùng cũng chưa kịp chụp được. Bên này Trương Minh Thụy đã quen xếp hàng mua bánh Lạc Chỉ thích ăn nhất, nhưng hiện tại trong tay anh đang cầm bánh nóng hổi, lại không biết nên xử lý như thế nào. Trùng hợp Trịnh Văn Thụy xếp hàng không mua được, Trương Minh Thụy không nghĩ nhiều liền tặng bánh trong tay cho đối phương, ai ngờ lại khiến Trịnh Văn Thụy hiểu lầm anh thích mình. Cùng lúc đó, Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ cũng đã về đến trường học. Anh mặc kệ cô cự tuyệt, nhất quyết muốn đưa cô về ký túc xá. Hai người dây dưa không rõ trong trường học, Lạc Chỉ lại dứt khoát lại đem nghi vấn trong lòng nói thẳng ra. Cô có thể chấp nhận bất kỳ hình thức yêu đơn phương nào, nhưng không thể chấp nhận sự mập mờ, càng không thể chấp nhận Thịnh Hoài Nam muốn bố thí thì bố thí, muốn lấy đi thì lấy đi. Thịnh Hoài Nam mạnh mẽ đưa Lạc Chỉ lên sân thượng, hồi tưởng lại quá khứ. Thì ra anh đã sớm biết, người cùng mình nói chuyện ở bệ cửa sổ Trấn Hoa là Lạc Chỉ. Lạc Chỉ nghe xong, liền hỏi nếu như lúc đó cô nói cho anh biết tên của mình, liệu kết cục có thay đổi hay không. Ai ngờ Thịnh Hoài Nam còn chưa kịp trả lời, lại bị tin nhắn của Diệp Triển Nhan cắt ngang. Lúc này Lạc Chỉ chỉ muốn hiểu rõ, liệu anh có thể bỏ qua ân oán đời trước mà đón nhận mình hay không. Muốn biết nguyên nhân anh không ngại ngàn dặm xa xôi đuổi tới Cáp Nhĩ Tân, muốn biết lý do anh vẫn luôn lúc gần lúc xa rốt cuộc là vì cái gì. Thế nhưng Thịnh Hoài Nam không biết nên giải thích như thế nào, về chuyện ân oán đời trước anh cũng không biết nên nói ra sao. Cũng bởi vậy mà lần nữa khiến cho Lạc Chỉ tức giận quả quyết rời đi.
Bởi vì hành lý của cô vẫn còn ở chỗ Thịnh Hoài Nam, cho nên cô liền gọi điện nhờ Trương Minh Thụy mang đến cho mình. Kết quả Thịnh Hoài Nam nghe được, lập tức tự mình kéo vali đi trả lại cho Lạc Chỉ. Hiện tại cũng chỉ có lý do này mới là cách duy nhất để anh gặp lại cô. Sau khi đi tới ký túc xá nữ, Thịnh Hoài Nam mặt dày yêu cầu Lạc Chỉ phải tự mình xuống lầu lấy hành lý. Lạc Chỉ tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, không ngờ anh cũng bá đạo vô lại như vậy. Buổi tối giáng sinh, Trương Minh Thụy cố ý dẫn Hứa Nhật Thanh đi tới bên ngoài một cửa hàng trang sức, chỉ vào một chiếc vòng tay mà cô từng thích nhất. Vốn định dùng phương pháp làm ảo thuật cho cô một niềm vui bất ngờ, ai ngờ cô lại mở miệng ghét bỏ nói chiếc vòng tay đó đã lỗi mốt từ lâu rồi mình không thích nữa. Điều này khiến Trương Minh Thụy không còn dũng khí lấy quà ra, chỉ có thể biến ra một đóa hoa hồng. Hứa Nhật Thanh không chấp nhận được, đường đường là lễ giáng sinh, vậy mà anh lại chỉ tặng mình một bông hồng nhựa rách nát, vì thế tức giận bỏ đi. Lúc này Trương Minh Thụy mới thất vọng lấy ra món quà từ trong túi sách, đây là do anh vất vả làm thêm 2 tháng mới mua được. Một ngày mới lại đến, hội sinh viên vô cùng hỗn loạn, bởi vì đội thiết kế nhà kính bên phía nước ngoài nghi ngờ Trần Vĩnh Lạc sao chép thành quả nghiên cứu của bọn họ, dẫn đến giải nhất của hắn bị hủy bỏ. Gia đình Trần Vĩnh Lạc nghèo khó, toàn bộ trông cậy vào tiền thưởng và vinh dự nhận được giải nhất mới có thể đổi lấy môi trường sống tốt hơn cho gia đình. Cùng lúc đó, việc Trần Vĩnh Lạc ngủ lại ở phòng làm việc của hội sinh viên cũng bị thầy giáo phát hiện, bị đuổi đi ngay tại chỗ. Tất cả nguyên nhân đều là vì lúc trước team của Thịnh Hoài Nam hoài nghi Trần Vĩnh Lạc sao chép, dẫn đến nước ngoài cũng chú ý tới tác phẩm của hắn, từ đó đưa ra cảnh cáo. Hiện giờ Trần Vĩnh Lạc không còn chỗ nào để đi, đường ra duy nhất đã bị chặn. Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ không hẹn mà cùng ôm trách nhiệm vào người, chủ động trợ giúp Trần Vĩnh Lạc rửa sạch hiềm nghi sao chép. Trong mắt Thịnh Hoài Nam, lúc trước là mình nhất thời kích động mới có thể chỉ quan tâm số liệu giống nhau của Trần Vĩnh Lạc, lại xem nhẹ sự khác biệt về bản chất tác phẩm. Mà Lạc Chỉ cũng đã lấy được tài liệu dự án của Trần Vĩnh Lạc, giúp hắn xin quyền sở hữu trí tuệ. Bởi vì Trần Vĩnh Lạc ngay cả phí ký túc xá cũng không thể chi trả, bởi vậy Thịnh Hoài Nam mời hắn vào ở ký túc xá của mình một đêm. Mấy người Trương Minh Thụy vốn đều có ác cảm sâu sắc với Trần Vĩnh Lạc, ai ngờ hắn nghe nói thân thể mấy người không khỏe, thi triển tay nghề massage của người mù gia truyền, vì vậy liền được mọi người tiếp nhận. Từ sau khi qua bích theo đuổi Trần Mặc Hàm, giống như là người hầu lấy lòng công chúa, hắn nhìn bộ dáng hoàn mỹ của Trần Mặc Hàm trong gió biển, nhất thời không cẩn thận làm cho nhạc phổ trong tay rơi xuống biển, khiến cô ta tức giận oán trách một trận, căn bản không quan tâm hắn bởi vì nhảy xuống biển lấy lại nhạc phổ mà bị thương. Giờ khắc này qua bích rốt cục hiểu được, ở trong lòng Trần Mặc Hàm địa vị của hắn thậm chí còn không quan trọng bằng một phần nhạc phổ. Điều này khiến hắn nhớ tới Giang Bách Lệ, trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có cô ấy mới coi hắn quan trọng hơn cả bản thân mình. Mà hiện tại cho dù đã chia tay, Giang Bách Lệ vẫn nhịn không được quan tâm nhất cử nhất động của qua bích. Thấy hắn mấy ngày không đăng Weibo, liền lo lắng có phải tâm trạng của hắn không tốt hay không. Chỉ cần là tất cả liên quan đến qua bích, Giang Bách Lệ luôn để tâm như vậy. Hôm nay trên Weibo, trường học đang điên cuồng chia sẻ ảnh chụp của Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ lôi lôi kéo kéo, rất nhiều người đều đang phỏng đoán quan hệ giữa bọn họ. Hứa Nhật Thanh cũng nhân lúc ăn cơm quấn quýt không ngớt hỏi thăm tiến triển giữa bọn họ, khiến Lạc Chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Thật ra Lạc Chỉ hy vọng Thịnh Hoài Nam có thể chân thành hơn một chút, thổ lộ tấm lòng nhiều hơn một chút. Cô liền nguyện ý trao chọn bản thân mình cho anh, cũng sẽ nói cho anh biết mình chính là cô gái năm đó ở bên ngoài nhà thờ. Tâm trạng này được Lạc Chỉ cố ý mập mờ ghi lại trên Weibo, chờ mong có một ngày Thịnh Hoài Nam có thể hiểu được. Sắp đến buổi họp mặt cựu sinh viên, đại thần khởi nghiệp Đặng Khả và luật sư Cố Chỉ Diệp danh tiếng lẫy lừng sẽ về chia sẻ kinh nghiệm, khiến cho các sinh viên đổ xô đến, ai cũng muốn tham gia buổi họp mặt này. Theo tiếng đàn violon của Trần Mặc Hàm vang lên, buổi họp mặt cựu sinh viên chính thức bắt đầu. Lạc Chỉ và Giang Bách Lệ lúc này cũng khích lệ lẫn nhau đi vào hội trường. Sau khi diễn tấu kết thúc, Cố Chỉ Diệp và Trần Mặc Hàm đi ngang qua nhau, hắn cố ý lơ đãng vén tóc của cô lên, nhưng hai người cũng không vì vậy mà dừng bước. Qua bích một đường lấy lòng Trần Mặc Hàm, đối với một tình tiết tầm thường như vậy, dường như cũng không quá để ý. Trong buổi họp mặt, mỗi người đều đang thảo luận qua bích và Trần Mặc Hàm giống như kim đồng ngọc nữ, mà hai người này đối với Giang Bách Lệ mà nói là toàn bộ thời gian thanh xuân của cô. Cho dù đau đớn khổ sở, COO cũng phải kiên trì ở lại chỗ này nhìn thật kỹ bọn họ, cũng coi như cho tuổi thanh xuân của mình một câu trả lời thỏa đáng. Trong lúc đi lấy bánh ngọt, Cố Chỉ Diệp và Lạc Chỉ tình cờ chọn chúng một miếng bánh, hắn liền nhân cơ hội bắt chuyện với cô, kết quả lại bị cô phớt lờ. Điều này ngược lại khiến Cố Chỉ Diệp sinh ra hứng thú, vì vậy liền đi theo ngồi xuống bên cạnh Lạc Chỉ, tùy ý suy đoán về cô. Hôm nay mỗi người đến đây đều cực lực đề cử bản thân, cho dù chỉ là lấy được một tấm danh thiếp của một doanh nhân thì khởi điểm sau khi ra khỏi cổng trường sẽ tốt hơn so với người khác. Thế nhưng Lạc Chỉ đến đây lại chỉ có hứng thú với đồ ăn ngon trên đĩa, điều này đã thu hút sự chú ý của Cố Chỉ Diệp. Anh ta chủ động lấy ra một tấm danh thiếp không có một chữ nào để cho Lạc Chỉ suy đoán nghề nghiệp của mình. Nếu cô đoán đúng thì sau khi tốt nghiệp, anh sẽ tuyển dụng cô với mức lương hậu hĩnh, hơn nữa còn cho phép cô được dùng chung bữa tối với mình. Hành động này trong mắt Lạc Chỉ rất vô vị, nhưng Cố Chỉ Diệp lại có thể đoán ra chuyên ngành, nhóm máu và chòm sao của cô, thành công thu hút sự chú ý của cô. Anh ta rõ ràng là tay lão luyện trong tình trường, hiểu được thời điểm đối phương tò mò nhất thì dừng lại. Mà sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Lạc Chỉ cũng nhìn ra đối phương là một luật sư. Lúc này, Thịnh Hoài Nam từ cửa kính nhìn hai người bên ngoài nói chuyện, vội vàng xuất hiện ngăn cản Cố Chỉ Diệp, cũng nhịn không được khuyên nhủ Lạc Chỉ tránh xa đối phương. Lạc Chỉ liếc thấy Thịnh Hoài Nam đang lén lấy danh thiếp của Cố Chỉ Diệp đi, liền cố ý chế nhạo một câu rồi trở lại hội trường. Cùng lúc đó, Qua Bích đã say rượu, lại bị một cô gái yêu thầm mình ép uống rượu. Thân là bạn gái hiện tại của Qua Bích, Trần Mặc Hàm chỉ cảm thấy mất hết thể diện,
Còn Giang Bách Lệ tuy rằng lớn tiếng tuyên bố mình và Qua Bích đã chia tay, nhưng vẫn nhịn không được thay đối phương chán rượu. Sau khi uống xong, cô dặn dò Qua Bích giữ gìn sức khỏe, cũng chúc mừng hắn tổ chức buổi họp mặt thành công, tiếp theo liền dứt khoát rời đi. Cho đến khi Lạc Chỉ đuổi theo, Giang Bách Lệ mới rốt cục không thể kìm nén được nữa, trốn ở trong lòng đối phương bật khóc nức nở. Nhưng mặc dù trong lòng đã cô đơn tới cực điểm, Giang Bách Lệ vẫn hiểu chuyện phải rời đi trước, không muốn quấy rầy thế giới hai người của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Mà Thịnh Hoài Nam lại càng thêm vô lại, cướp túi sách của Lạc Chỉ khiến cô không thể rời đi, muốn cô chờ mình xong việc rồi cùng về. Sau khi buổi họp mặt kết thúc, Thịnh Hoài Nam lập tức trở lại bên cạnh Lạc Chỉ. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô tỏ tình, tuy rằng anh không thể giải thích nguyên nhân mình lúc nóng lúc lạnh, nhưng chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng tiếp nhận sự chân thành của mình. Thịnh Hoài Nam đuổi theo cô không ngừng nói mình thích cậu, mình muốn cưới cậu, khiến Lạc Chỉ bỏ chạy chối chết. Cô vốn yêu thầm Thịnh Hoài Nam nhiều năm, hôm nay làm sao có thể chống đỡ lời tỏ tình như vậy. Lạc Chỉ theo bản năng muốn bản thân bình tĩnh, nhưng lúc này Thịnh Hoài Nam lại gửi tin nhắn hẹn cô cùng lên sân thượng đếm ngược đón giao thừa. Bên này Giang Bách Lệ ngồi một mình bên đường khóc lóc thương tâm, Cố Chỉ Diệp đi đến đưa cho cô khăn tay lau nước mắt, cũng kiên nhẫn an ủi cô. Sau đó còn rủ cô cùng mình đi đón giao thừa. Mà Qua Bích bị Trần Mặc Hàm giận dỗi bỏ rơi, lúc này mới nhớ đến Giang Bách Lệ liền gọi điện cho cô, nói với cô mình rất cô đơn, hỏi cô có thể đến chỗ mình hay không. Giang Bách Lệ vốn đã đồng ý, kết quả Cố Chỉ Diệp lại trực tiếp cướp lấy điện thoại thay cô từ chối. Dưới sự cổ vũ của Cố Chỉ Diệp, Giang Bách Lệ mới không hèn mọn như trước, nguyện vọng năm mới lớn nhất của cô chính là quên đi Qua Bích. Thời khắc đếm ngược năm mới, Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ đốt pháo hoa ở sân thượng, cùng nhau chơi đùa cùng nhau đếm ngược. Một năm mới một khởi đầu mới, có thể cùng người mình yêu trải qua, đón chào một tương lai hạnh phúc chính là khoảnh khắc đáng quý. Ngày đầu tiên của năm mới, Lạc Chỉ nhận được lời mời ăn sáng từ Thịnh Hoài Nam, mà Qua Bích cũng lần đầu tiên từ bỏ việc cầu xin sự tha thứ của Trần Mặc Hàm, nhắn tin hẹn Giang Bách Lệ cùng ăn sáng. Tuy nhiên hai cô gái đều động viên lẫn nhau rời xa cha Nam, cùng nhau từ chối lời mời. Đúng lúc này Cố Chỉ Diệp nhắn tin hẹn ăn cơm khiến Giang Bách Lệ kinh ngạc, dù sao đêm qua hai người cùng nhau lái xe hóng gió một đêm. Đối mặt với Cố Chỉ Diệp hài hước lại dịu dàng, Giang Bách Lệ tuy rằng không thể từ bỏ yêu Qua Bích, nhưng cũng không ngại thử một đoạn tình yêu mới. Vì thế cô liền năn nỉ Lạc Chỉ cùng mình đến điểm hẹn. Lạc Chỉ không còn cách nào chỉ có thể đồng ý, kết quả đến nơi mới biết đối phương không ngờ là Cố Chỉ Diệp. Mà anh ta vừa nhìn thấy Lạc Chỉ lại bắt đầu trêu chọc, bởi vì lần trước cô đã đoán đúng nghề nghiệp của anh, cho nên cô vẫn nợ anh một bữa tối dưới ánh nến. Điều này khiến ấn tượng của Lạc Chỉ đối với người đàn ông này lại càng kém tới cực điểm. Trước khi bữa ăn bắt đầu, Lạc Chỉ thừa dịp Giang Bách Lệ không có mặt, cảnh cáo Cố Chỉ Diệp tốt nhất là tự biết chừng mực. Đừng tưởng bản thân có tí thành tựu ngoài xã hội là có thể tùy tiện trêu đùa tình cảm của sinh viên nữ. Nói xong cô liền lập tức rời đi. Đúng lúc Lạc Dương gọi điện thoại tới, Lạc Chỉ liền đi đến chỗ hẹn với anh trai, không ngờ gặp được Thịnh Hoài Nam đang dây dưa không ngớt với Diệp Triển Nhan. Không những vậy, Diệp Triển Nhan còn cố tình cư xử thân mật với Thịnh Hoài Nam trước mặt Lạc Chỉ. Thịnh Hoài Nam tiến lên muốn giải thích, nhưng lại bị Diệp Triển Nhan mạnh mẽ ngăn cản. Mà đối mặt với sự khiêu khích của Diệp Triển Nhan, Lạc Chỉ cũng không còn trốn tránh như trước nữa, cô lựa chọn quay đầu lại đối mặt với đối phương, yêu cầu đối phương trả lại nhật ký. Nhật ký vốn là vật phẩm riêng tư nhất, Diệp Triển Nhan và Đinh Thủy Tịnh có được nó tất nhiên sẽ không quang minh chính đại. Diệp Triển Nhan đương nhiên sẽ không ở trước mặt Thịnh Hoài Nam thừa nhận hành vi tiểu nhân của mình, chỉ có thể vội vàng phủ nhận nói mình không biết nhật ký gì hết. Lạc Chỉ coi thường hành vi dám làm không dám nhận của cô ta, trước khi rời đi còn chúc cô ta và Thịnh Hoài Nam hẹn hò vui vẻ. Thịnh Hoài Nam đuổi theo muốn giải thích, nhưng cô căn bản không muốn nghe, rời đi không quay đầu lại. Tuy rằng vẻ ngoài Lạc Chỉ kiên cường không bị ảnh hưởng, nhưng khi khoảng cách giữa cô và Thịnh Hoài Nam càng lúc càng xa, nước mắt của cô cũng càng ngày càng không khống chế được. Rõ ràng lần trước ngay cả câu muốn cưới mình Thịnh Hoài Nam cũng đã nói, nhưng sao lần này lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao mỗi lần Thịnh Hoài Nam chủ động tới gần, cô lại lập tức gặp phải tình huống như thế? Anh ấy cứ như vậy, khiến cô không còn đủ dũng khí để tin vào bất kỳ lời hứa nào của anh nữa. Sau khi Lạc Chỉ phát tiết trong lòng, Lạc Dương liền như người mất hồn ngồi ở trước bàn, cho đến khi Lạc Dương cầu hôn Trần Tĩnh mới chuyển hướng sự chú ý của cô. Đáng tiếc lần cầu hôn này cũng không thành công, Lạc Dương ngay cả bạn gái ở bên mình 5 năm ngón tay to nhỏ như thế nào cũng không biết. Một chiếc nhẫn quá rộng đã hoàn toàn bại lộ anh đối với Trần Tĩnh rõ ràng không đủ quan tâm. Kỳ thật ở bên nhau 5 năm, Lạc Dương và Trần Tĩnh đã sớm tìm ra cách có thể hòa hợp được với nhau. Mà Trần Tĩnh cũng có thể ở trong các loại khuyết điểm của Lạc Dương, tìm được lý do và ưu điểm để có thể tiếp tục ở bên anh ấy. Cùng lúc đó, Thịnh Hoài Nam hiểu nhầm lần này ngẫu nhiên gặp được Lạc Chỉ đều là do Diệp Triển Nhan cố ý sắp xếp. Rốt cục hạ quyết tâm không bao giờ dây dưa không rõ với cô ta nữa, cũng yêu cầu cô ta thẳng thắn nhìn nhận vấn đề tình cảm giữa hai người. Diệp Triển Nhan cho rằng hai người chẳng có vấn đề gì cả, Lạc Chỉ và mẹ của anh mới chính là vấn đề. Hơn nữa cô ta còn cho rằng cho dù mình có nói dối thì đã sao, chỉ cần có thể khiến anh ở bên cạnh mình nhiều hơn một phút thôi, mình có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của Diệp Triển Nhan, Thịnh Hoài Nam càng cảm thấy người phụ nữ trước mắt đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Tình yêu phải là quá trình khiến hai người trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải Diệp Triển Nhan trở nên cố chấp khủng bố như vậy. Ánh mắt Thịnh Hoài Nam nhìn về phía cô ta dần dần trở nên lạnh lùng, lần cuối trịnh trọng vạch ra một ranh giới rõ ràng với cô. Cũng không biết Diệp Triển Nhan có thật sự muốn từ bỏ Thịnh Hoài Nam hay không, mà lại chủ động hẹn chắc thần ra ngoài, hứa hẹn chỉ cần trước khi mình đi du học. Nếu anh có thể tặng cho mình một món đồ độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng mình cô, chỉ cô mới có thể sở hữu, thì cô sẽ đồng ý hẹn hò với anh.
Trác Thần nghe xong, đương nhiên trân trọng cơ hội duy nhất này. Bên này Cố Chỉ Diệp dẫn Giang Bách Lệ đến nhà hàng ăn cơm, trùng hợp nhà hàng này lại là nơi cô hẹn hò đầu tiên với Qua Bích. Cô cảm khái chuyện này thật vi diệu, cứ như được số mệnh sắp đặt vậy. Cố Chỉ Diệp và Qua Bích thật sự rất giống nhau, hai người lái một chiếc xe giống nhau, thích một nhà hàng giống nhau. Nhưng Cố Chỉ Diệp cũng không hy vọng mình bị so sánh với bất kỳ ai. Lúc này anh chính thức thể hiện mong muốn theo đuổi Giang Bách Lệ. Giang Bách Lệ tuy rằng không thể từ bỏ Qua Bích, nhưng cô vẫn vì Cố Chỉ Diệp theo đuổi mà cảm thấy vui vẻ. Cùng lúc đó, Qua Bích lại một lần nữa nhượng bộ cầu xin Trần Mặc Hàm tha thứ. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mãi, Trần Mặc Hàm mới đồng ý làm lành. Ai ngờ lại đọc được tin nhắn Qua Bích hẹn Giang Bách Lệ đến ăn sáng. Thế là ngay sau đó Giang Bách Lệ liền nhận được điện thoại của Qua Bích, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Trần Mặc Hàm. Cô ta chỉ trích Giang Bách Lệ không biết xấu hổ, chỉ biết dụ dỗ bạn trai của người khác gửi tin nhắn cho mình. Tiếp theo lại là tiếng của Trần Mặc Hàm và Qua Bích cãi nhau truyền qua điện thoại. Mặc dù Giang Bách Lệ bị sỉ nhục như thế, nhưng lúc này vẫn còn quan tâm không biết Qua Bích có bị Trần Mặc Hàm bắt nạt hay không. Cũng may là có Lạc Chỉ giám sát, nên cô mới không chạy tới khách sạn để tự làm mình mất mặt. Buổi tối Thịnh Hoài Nam chờ ở dưới lầu ký túc xá muốn gặp Lạc Chỉ, nhưng cô lại không muốn quan tâm đến anh. Ngay cả khi Trịnh Văn Thụy chạy lên phòng cô ăn vạ, yêu cầu cô lập tức chạy xuống gặp anh ấy, cô cũng không đồng ý. Lạc Chỉ nhớ đến lời của người kéo xe ba gác lần trước, nói con gái cần phải làm mình làm mẩy một chút, nếu cô cứ càng dỗi thì người ta sẽ càng yêu cô. Vì thế hôm sau khi nhìn thấy Thịnh Hoài Nam vẫn chờ mình dưới lầu, cô liền cố ý lên xe đi cùng Trương Minh Thụy. Sau đó vì để đền tội vì bắt Trương Minh Thụy giúp mình giải vây, cô liền mời anh đi ăn kem. Mà hình ảnh bọn họ cùng nhau ăn kem, cười đùa vui vẻ khiến Hứa Nhật Thanh vừa vặn đi ngang qua không khỏi ghen tuông. Hứa Nhật Thanh cố ý hẹn Thịnh Hoài Nam gặp mặt, hy vọng đối phương có hành động gì đó. Ai ngờ Thịnh Hoài Nam căn bản không hề để ý việc Trương Minh Thụy thân thiết với Lạc Chỉ, hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ngược lại anh nhân cơ hội nhắc nhở Hứa Nhật Thanh để cho cô hiểu được Trương Minh Thụy đã trả giá cho cô như thế nào. Những ngày sau đó, Thịnh Hoài Nam mỗi sáng sớm đều chờ ở dưới lầu ký túc xá Lạc Chỉ, lúc đi học cũng muốn ngồi ở bên cạnh đối phương. Nhìn Lạc Chỉ giữ chỗ cho Trương Minh Thụy, tuy rằng anh không hiểu lầm quan hệ của hai người, nhưng cũng sẽ trẻ trâu dùng cục giấy ném vào gáy Trương Minh Thụy. Mỗi ngày Thịnh Hoài Nam nghĩ hết cách tiếp cận Lạc Chỉ, bất luận là ở nơi nào, bất luận bị đối phương cự tuyệt như thế nào cũng không từ bỏ. Lạc Chỉ đi đâu, Thịnh Hoài Nam sẽ theo tới đó. Đã từng là Lạc Chỉ lén đi theo bên cạnh Thịnh Hoài Nam, chú ý đến mọi thứ về anh, hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Hôm sau, Giang Bách Lệ lấy cớ đưa tài liệu đi đến hội sinh viên. Về sự kiện Trần Vĩnh Lạc sao chép, Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam đã giải quyết hoàn mỹ, hơn nữa còn giúp hắn nhận được lời mời gia nhập đội ngũ nghiên cứu của nước ngoài. Trần Vĩnh Lạc rất cảm kích Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, cũng cam kết sẽ bỏ thói quen sao chép ý tưởng của người khác, cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt của nhà trường về việc sao chép trước đó. Cùng lúc này, Giang Bách Lệ nhiều lần nhịn không được lén nhìn về phía Qua Bích, khi rời đi thấy đối phương đuổi theo, trong lòng không khỏi mừng thầm. Qua Bích rất để ý rốt cục là người đàn ông nào cùng Giang Bách Lệ đón năm mới, quan trọng nhất là đây cũng là lần đầu tiên cô vì người đàn ông khác mà từ chối lời mời của mình. Giang Bách Lệ vốn không muốn khiến Qua Bích hiểu lầm, nhưng một cô gái cũng yêu thầm Qua Bích lại cố ý châm chọc, nói người như cô thì làm gì được ai chú ý. Sự mỉa mai như vậy đối với bất kỳ cô gái nào cũng không thể chấp nhận được, huống chi còn là ở trước mặt chàng trai mình thích. Giang Bách Lệ lập tức thừa nhận mình được người đàn ông khác theo đuổi, điều này cũng khiến Qua Bích sững sờ. Thịnh Hoài Nam vẫn kiên nhẫn theo đuổi Lạc Chỉ như trước, khi yên lặng đi theo mà không có kết quả, anh lại chủ động yêu cầu trở thành gia sư của anh em Tiffany, nhân cơ hội tiếp cận Lạc Chỉ. Trải qua một ngày tốt đẹp, trên đường về nhà Thịnh Hoài Nam lại tỏ tình với Lạc Chỉ. Không ngờ hai người lại xảy ra bất đồng quan điểm, anh bị cô bỏ lại trên đường. Hôm sau, Qua Bích dây trước còn tay cầm hoa tươi khẩn cầu Trần Mặc Hàm tha thứ, hứa hẹn sẽ không bao giờ liên lạc với Giang Bách Lệ nữa. Kết quả ngay dây sau lại mang theo một đống đồ ăn vặt cầu xin Giang Bách Lệ giúp mình tìm tài liệu ôn tập. Sau khi xong việc, Qua Bích liền dùng một bữa tối để cảm ơn, nhưng trong lúc Trần Mặc Hàm kiểm tra, hắn lại để Giang Bách Lệ trốn ở dưới gầm bàn. Mà Trác Thần bởi vì tìm được thứ độc nhất vô nhị nên đã từ bỏ cuộc thi cuối kỳ, không để ý an nguy một mình đi đến vùng núi tuyết. Khi Diệp Triển Nhan nghe được tin tức, cảm giác đầu tiên của cô không phải là cảm động mà là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trong nhận thức của cô, đàn ông đều là giống loài ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Hôm nay Thịnh Hoài Nam buồn bã đi tới sân thượng giải sầu, trong lúc vô tình nhìn thấy chậu hoa bị lệch, liền muốn chuyển chậu hoa về chỗ cũ, ai ngờ tình cờ nhìn thấy lời tỏ tình của Lạc Chỉ viết trên tường. Lúc này Thịnh Hoài Nam mới ý thức được, bất luận là tiếng hát lần trước ở trên sân thượng hay là câu trả lời lưu lại trên tường kia, tất cả vẫn luôn là Lạc Chỉ. Cho dù không cố ý nói dối, hai người cũng có thể tâm linh tương thông. Phát hiện này khiến Thịnh Hoài Nam vui vẻ nhảy nhót như một đứa trẻ. Sau đó anh liền hẹn gặp Đinh Thủy Tịnh, muốn lấy lại nhật ký của Lạc Chỉ. Đinh Thủy Tịnh không chút do dự đồng ý, nhưng nhật ký cô để ở tủ đồ ở Trấn Hoa, sẽ gửi địa chỉ cho anh tự đến lấy. Thịnh Hoài Nam cũng rất tò mò, vì sao trước đây cô và Diệp Triển Nhan nói dối châm ngòi ly gián nhiều như vậy, vì sao bây giờ lại quyết định nói ra sự thật. Đinh Thủy Tịnh liền đáp từ khi cô tới đây làm thêm, thường xuyên hoài niệm hồi bọn họ học cấp 3, vừa vui vẻ lại trong sáng. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt nên không muốn nói dối nữa. Sau đó trong thư viện, Thịnh Hoài Nam tâm tình vui sướng ngồi ở bên cạnh Lạc Chỉ, rất tự nhiên đưa tay khoác lên lưng ghế dựa của cô. Anh và Trương Minh Thụy âm thầm chế nhạo đùa giỡn lẫn nhau, tạm thời làm cho quan hệ giữa Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam được hòa hoãn. Để tránh bối rối, Lạc Chỉ cố ý lấy gối ra giả vờ ngủ, bất chi bất giác lại thật sự ngủ thiếp đi. Thịnh Hoài Nam nhìn khuôn mặt ngủ say của Lạc Chỉ,
ánh mắt dịu dàng đưa tay trêu chọc lông mi dày đặc của đối phương, ghé vào trên bàn mặt đối mặt với Lạc Chỉ, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, đắm chìm trong khoảnh khắc chỉ có nhau. Lạc Chỉ đã từng vô số lần hy vọng được Thịnh Hoài Nam ôm lấy, cho tới hôm nay, cảm nhận được áo khoác tràn đầy hơi thở của người mình yêu, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc không chân thật. Sau khi Lạc Chỉ tỉnh lại, cũng không nhịn được trêu chọc lông mi Thịnh Hoài Nam. Nếu như không phải bởi vì sợi dây chuyền trong áo khoác, có lẽ cô sẽ lập tức chấp nhận lời tỏ tình của anh. Sợi dây chuyền này chính là tín vật đính ước của Diệp Triển Nhan, mà nó lại ở trong túi Thịnh Hoài Nam, khiến Lạc Chỉ hoàn toàn hiểu lầm. Đủ loại quá khứ thoáng hiện ra trong đầu cô, tất cả căn nguyên của mọi nỗi đau dường như rốt cục tìm được ngọn nguồn. Cô nhẫn tâm đem dây chuyền ném xuống hồ, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Sau đó Lạc Chỉ cầm áo khoác trở lại thư viện, bất chấp tất cả chủ động hôn lên môi Thịnh Hoài Nam. Diệp Triển Nhan từng nói, thầm yêu lâu hơn nữa cũng không bằng một nụ hôn thực tế, mà Lạc Chỉ chính là dùng nụ hôn này kết thúc tình cảm giữa cô và Thịnh Hoài Nam. Khi Thịnh Hoài Nam còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được câu nói từ nay thành người lạ của cô. Anh một mình đi tới sân thượng ngẩn người trước lời tỏ tình trên tường, ngay khi tâm trạng của anh cực kỳ không tốt. Trịnh Văn Thụy mang theo nhật ký của Lạc Chỉ muốn chứng minh dụng tâm mưu mô của Lạc Chỉ, kết quả liền bị Thịnh Hoài Nam cưỡng ép đòi lại. Trịnh Văn Thụy tức giận vì sao anh không cho mình cơ hội tiếp cận, quy kết tất cả những đau khổ bất hạnh của mình đổ lên người anh. Thịnh Hoài Nam vốn cho rằng Trịnh Văn Thụy chỉ là không giỏi giao tiếp, lại không ngờ tư tưởng của đối phương cực đoan đến như vậy. Điều này khiến anh lần đầu tiên tức giận đến mức chỉ vào mặt người khác cảnh cáo. Cùng lúc đó, Hứa Nhật Thanh đột nhiên chủ động hôn Trương Minh Thụy, muốn quan hệ của hai người tiến thêm một bước, ai ngờ lại bị anh từ chối. Thật ra qua khoảng thời gian này, Trương Minh Thụy đã hiểu ra hai người chỉ thích hợp làm bạn mà thôi. Bởi vì dù anh có cố gắng như thế nào, thì tam quan của hai người đều không hợp. Sau đó hai chàng trai chán trường gặp nhau ở thư viện, ngồi xuống nói cho nhau nghe những suy nghĩ, băn khoăn nội tâm của mình. Trong lúc nói chuyện, thông qua một câu nói của Trương Minh Thụy khiến Thịnh Hoài Nam hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh đột nhiên phát hiện thì ra người vị lấy vầng sáng của Thịnh Hoài Nam không buông chính là mình. Chỉ có xé bỏ bản thân ban đầu mới có thể khiến Lạc Chỉ nhìn thấy bản thân mình thật sự. Vì thế anh quyết định một lần nữa theo đuổi cô ấy. Bên này Giang Bách Lệ cũng mơ hồ về chuyện tình cảm. Đối mặt với sự ân cần theo đuổi của Cố Chỉ Diệp, cùng với sự quan tâm của Qua Bích, cô vừa cảm thấy vui mừng vừa phức tạp. Dù sao bất luận là Cố Chỉ Diệp xuất sắc hay là Qua Bích, cô cũng chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm như lúc này. Bởi vì không biết lựa chọn như thế nào, Giang Bách Lệ dứt khoát trốn tránh không gặp ai hết. Tuy nhiên Cố Chỉ Diệp vẫn gọi điện thoại tới, mang cho cô cơm hộp cao cấp của khách sạn 5 sao. Sau đó vừa cúp máy, Qua Bích lại gọi điện thoại tới quan tâm hỏi han. Lạc Chỉ thấy thế trực tiếp bảo Giang Bách Lệ tắt máy, không được suy nghĩ về sự quan tâm của hai người đàn ông cặn bã nữa. Mà bọn họ không biết chính là, lúc này Cố Chỉ Diệp vẫn cầm hộp cơm đi tới sân trường, hơn nữa còn gặp phải Qua Bích. Cố Chỉ Diệp giả vờ không biết quan hệ giữa Qua Bích và Giang Bách Lệ, cố ý kể cho Qua Bích nghe sự đơn thuần tốt đẹp của Giang Bách Lệ, thể hiện rõ sự yêu thích của mình đối với cô ấy. Đồng thời, trong lời nói anh cũng đang nhắc nhở Qua Bích, nếu đã có người mình thích thì nên cắt đứt sớm với những cô gái khác đi. Nhìn Cố Chỉ Diệp tự tin rời đi, Qua Bích vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Có lẽ ở trong ấn tượng của hắn, dường như ngoại trừ chính mình thì không thể có người đàn ông nào tốt hơn mình theo đuổi Giang Bách Lệ. Hiện tại Lạc Chỉ đã quyết tâm cùng Thịnh Hoài Nam trở thành người xa lạ, nhưng lại từ Trương Minh Thụy biết được tất cả sự quan tâm của anh dành cho cô trước đây đều là Thịnh Hoài Nam dặn dò, từ những món ăn yêu thích đến lúc sinh bệnh hỏi han ân cần. Bởi vì Thịnh Hoài Nam sợ Lạc Chỉ không chấp nhận sự quan tâm của mình, cho nên mới phải nhờ đến Trương Minh Thụy, cho dù bị cô hiểu lầm anh cũng cam tâm tình nguyện. Sau đó trên đường vô tình gặp Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ liền giả vờ nghe điện thoại rời đi, kết quả lại bị anh vạch trần ngay tại chỗ. Thịnh Hoài Nam đã sớm biết Lạc Chỉ vứt dây chuyền của mình, nhưng anh căn bản cũng không thèm để ý chuyện này, còn khen cô vứt rất hay. Hơn nữa vì muốn để cô nhìn thấy con người thực sự của mình, anh còn định đi thi mà không ôn tập gì hết, chỉ mong cô đừng tránh né mình nữa. Tuy nhiên Lạc Chỉ lại không trả lời, dứt khoát rời đi. Sau đó Lạc Chỉ đi tới canteen, lại bị Qua Bích dây dưa hỏi thăm về Giang Bách Lệ. Cô tức giận mắng hắn là tên cặn bã, rõ ràng hai người họ đã chia tay rồi. Tại sao hắn vẫn còn quấn lấy Giang Bách Lệ không buông, hy vọng hắn đừng có ích kỷ như vậy nữa, tránh xa Giang Bách Lệ ra. Bởi vì kỳ thi đã kết thúc, Giang Bách Lệ hẹn Lạc Chỉ đi chúc mừng, hơn nữa còn đồng ý để Cố Chỉ Diệp đi theo. Ba người cùng nhau đi hát karaoke, mà Thịnh Hoài Nam ở cổng trường nhìn thấy bọn họ nên cũng đi theo phía sau. Kết quả trùng hợp Diệp Triển Nhan cũng ở chỗ này, lập tức kéo anh vào phòng mình. Diệp Triển Nhan qua Tết sẽ đi du học, cho nên hôm nay tổ chức tiệc chia tay. Cô hy vọng cho dù trước đây từng xảy ra chuyện gì, cũng mong anh hãy quên hết tất cả đi. Thịnh Hoài Nam đồng ý, cũng chúc cô giữ gìn sức khỏe. Cùng lúc đó Giang Bách Lệ ra ngoài đi vệ sinh, không ngờ tình cờ nhìn thấy Qua Bích đang thâm tình chân thành hát tình ca cho Trần Mặc Hàm. Trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh hai người lúc trước, nước mắt cũng theo đó mà không ngừng tuôn ra. Cảnh Giang Bách Lệ tựa ở ngoài cửa khóc lóc thương tâm, vừa vặn bị Qua Bích và Trần Mặc Hàm mở cửa bắt gặp. Trong lúc xấu hổ, Cố Chỉ Diệp kịp thời chạy tới, ôm vai Giang Bách Lệ rời đi. Điều này cũng làm cho Qua Bích không còn tâm trạng vui chơi nữa. Đồng thời, Trần Mặc Hàm dường như cũng nhìn ra tâm tư của Qua Bích, cho nên khi hắn không cẩn thận đổ canh gà vào người, hay là trước mặt mọi người từ chối cùng cô hát xong ca, cô cũng không còn tức giận như thường ngày nữa. Mà Giang Bách Lệ tâm trạng kích động chạy trốn, suýt nữa xảy ra tai nạn xe, may mắn có Cố Chỉ Diệp chắn ở trước người bảo vệ. Giang Bách Lệ thật sự không nhịn được bi thương, chủ động vùi đầu vào trong lòng Cố Chỉ Diệp khóc. Cô biết hành vi như vậy rất thất lễ, nhưng chỉ xin anh cho mình đúng 5 giây để mình bình tĩnh lại. Bên này Lạc Chỉ đang định ra về thì Thịnh Hoài Nam đi tới. Bất luận cô cự tuyệt như thế nào,
anh cũng không có ý định từ bỏ. Cho dù trở thành người xa lạ, anh cũng có thể cùng cô làm quen một lần nữa. Anh muốn tuyên bố với cả thế giới Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, chứng minh tình cảm thật sự của mình. Cùng lúc đó, Diệp Triển Nha nhận được món quà độc nhất vô nhị của Trác Thần gửi đến điện thoại di động. Anh ấy đã tìm được chòm sao của mình và Diệp Triển Nhan, dùng đại số tuyến tính xác định tọa độ để chòm sao của hai người xuất hiện trên cùng một bức ảnh tặng cho cô. Đây cũng là chuyện duy nhất và cuối cùng mà Trác Thần có thể làm cho cô. Bởi vì đối với anh mà nói, cô giống như bầu trời sao đẹp đẽ, tuy gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi không thể chạm tới. Trác Thần từ bỏ khiến Diệp Triển Nhan thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho đối phương lập tức trở lại bên cạnh mình. Mà lúc này Thịnh Hoài Nam cũng kéo tay Lạc Chỉ đi qua. Bất luận Diệp Triển Nhan gọi như thế nào anh cũng không dừng bước. Điều này khiến cô ta trong lòng tràn đầy ghen tị, không thể hiểu được vì sao mình thật vất vả mới có được hạnh phúc độc nhất vô nhị, nhưng đồng thời lại hoàn toàn mất đi tất cả. Hạnh phúc của Lạc Chỉ là nỗi đau trong lòng Diệp Triển Nhan, mỗi lần đều là sau khi mất đi cô mới hối hận không kịp, nhưng rồi lại không biết mình sai ở chỗ nào. Mà Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ một đường chạy trốn, cùng nhau uống rượu mạnh nhất, cùng nhau lén chạy vào phòng triển lãm, xem cây đàn organ Lạc Chỉ muốn xem nhất. Lạc Chỉ giống như là phóng viên, phỏng vấn Thịnh Hoài Nam đủ loại vấn đề, đủ loại tất cả những gì cô từng nghe nói về anh, muốn biết một Thịnh Hoài Nam chân thật mà không phải tin đồn. Trong lúc nói chuyện, Thịnh Hoài Nam nhắc tới lần tỏ tình đó của Lạc Chỉ. Đối với cô có thể đó là nghiêm hình bức cung, nhưng đối với anh mà nói lại là một lần tỏ tình khắc cốt ghi tâm. Ngay khi Thịnh Hoài Nam ghé sát lại chuẩn bị hôn xuống, ai ngờ lại vì say rượu mà ngã vào vai Lạc Chỉ. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau ngủ ở ngoài cửa phòng triển lãm. Sau khi Lạc Chỉ tỉnh lại, nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang cầm quyển sách che ánh mặt trời chói mắt cho mình. Giờ phút này trong lòng cô vô cùng ấm áp. Khi Thịnh Hoài Nam càng ngày càng tới gần, Lạc Chỉ nghĩ đến chính là sáng sớm còn chưa đánh răng, nhưng nếu yêu nhau thì làm sao có thể ghét bỏ. Nụ hôn này cùng với sự ấm áp của ánh mặt trời trở nên càng thêm đáng nhớ. Hai người rốt cục cũng xác lập quan hệ, Nam Thập Tự Tinh chính là tín vật đính ước của bọn họ, để cho cuộc sống của bọn họ sẽ không lạc đường. Rất nhanh đã đến Tết âm lịch, tất cả học sinh cũng chuẩn bị thu dọn hành lý về nhà. Thịnh Hoài Nam muốn thừa dịp lần này về nhà, thẳng thắn nói với bố mẹ về quan hệ giữa mình và Lạc Chỉ. Mượn chuyện này cho Lạc Chỉ cảm giác an toàn, để cô hiểu được tình cảm của mình nghiêm túc cỡ nào. Nhưng mà ông nội của anh bệnh nặng, có lẽ phải ở bệnh viện đón năm mới, mà bố anh cũng vì chuyện công ty mà sứt đầu mẻ trán. Vì thế trong điện thoại mẹ Thịnh cố ý dặn dò, bảo anh không thể nhắc tới Lạc Chỉ trước mặt bố. Trước khi về quê, Thịnh Hoài Nam dẫn Lạc Chỉ đi dạo phố, hẹn hò như một cặp tình nhân bình thường. Hôm sau Lạc Chỉ và Giang Bách Lệ chuẩn bị xong hành lý rời trường, kết quả Qua Bích và Cố Chỉ Diệp không hẹn mà cùng đi tới ký túc xá nữ, tranh giành quyền hộ tống Giang Bách Lệ. Giang Bách Lệ chưa từng được hai người đàn ông tranh giành như này, nhưng cô cũng không vì vậy mà cảm thấy vui mừng, ngược lại bởi vì không biết làm sao mà cảm thấy vô cùng phiền não. Rất nhanh Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ đã về đến Cáp Nhĩ Tân, hai người lưu luyến không rời tạm thời chia tay. Sau khi Thịnh Hoài Nam về đến nhà, mẹ anh hy vọng con trai có thể trở về kế thừa gia nghiệp. Công ty nhà mình dường như đang đối mặt với nguy hiểm cực lớn, ngay cả giữa vợ chồng cũng bắt đầu tồn tại hiềm khích. Nhưng Thịnh Hoài Nam cũng không bởi vì tình cảnh gia đình phức tạp mà giấu giếm chuyện mình hẹn hò với Lạc Chỉ, thẳng thắn nói mình rất thích cô ấy. Lạc Chỉ về đến nhà vẻ mặt tươi cười, đủ để cho mẹ biết cô đang yêu đương. Nhưng cô trước khi xác định tương lai, vẫn không muốn đưa Thịnh Hoài Nam về gặp mẹ. Hôm sau, Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ cùng nhau đi đắp người tuyết, tặng nhau phong bao lì xì màu đỏ để chúc phúc cho nhau. Lì xì của Thịnh Hoài Nam là tờ 100 tệ có số series đặc biệt, ngụ ý là một đời một kiếp. Mà lì xì của Lạc Chỉ là mấy tấm ảnh vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Bọn họ ở trong tuyết vui đùa ầm ĩ, hưởng thụ thời khắc quên đi hết thảy phiền não chỉ có nhau. Sau khi khai giảng lại, Thịnh Hoài Nam bởi vì ông ngoại nằm viện mà mất liên lạc với Lạc Chỉ, lại trùng hợp gặp Diệp Triển Nhan ở bệnh viện. Hóa ra khi Trác Thần xuống núi tuyết gặp phải nguy hiểm, hôn mê bất tỉnh đang điều trị trong bệnh viện. Lúc này Diệp Triển Nhan cũng đơn phương tuyên bố mình và Trác Thần đang hẹn hò với Thịnh Hoài Nam. Cô ngồi trước giường bệnh massage cho Trác Thần, nói chuyện với anh, đây là sự dịu dàng mà cô chưa từng có. Hôm nay là hôn lễ của Lạc Dương, Đinh Thủy Tịnh ăn mặc thanh lịch đến gặp Lạc Chỉ, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này hai người bỏ qua tất cả hiềm khích trước kia, vui vẻ cùng nhau nói chuyện nhìn lại quá khứ đã qua. Đinh Thủy Tịnh thậm chí chủ động từ chối ý tốt của Lạc Chỉ, không đi tham gia hôn lễ của Lạc Dương nữa. Cô đã quyết định tạm biệt quá khứ, chỉ khi thực sự buông bỏ mới sẽ không tò mò đối với Lạc Dương nữa. Đinh Thủy Tịnh cũng dần tìm lại được chính mình và không còn mê mang nữa. Hôm sau Lạc Chỉ được thầy giáo gọi đến bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô trong buổi tọa đàm của thầy Mạc Đan, cho nên nhà trường quyết định cử cô đại diện giao lưu đến đại học ở Anh tiến hành một hội thảo khoa học về quyền sở hữu trí tuệ với quy tắc tài chính. Thịnh Hoài Nam sau khi biết chuyện này đương nhiên cũng rất ủng hộ cô. Trước khi Lạc Chỉ sắp rời đi, anh quyết định đưa cô đi đến Dreamland, ở nơi bọn họ lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài chơi. Mà trải qua tranh giành với Cố Chỉ Diệp, Qua Bích thậm chí có ý định chia tay với Trần Mặc Hàm chỉ để có thể theo đuổi Giang Bách Lệ một lần nữa. Lúc Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam hẹn hò tình cờ gặp được hai người họ, Qua Bích vì thể hiện bản thân trước mặt Giang Bách Lệ, không ngừng phân cao thấp với Thịnh Hoài Nam khắp nơi, không muốn để cho Giang Bách Lệ thua kém Lạc Chỉ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn không được đưa Giang Bách Lệ đi chơi riêng, mà Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ cũng vì vậy mà vui mừng hưởng thụ thế giới của hai người. Lần hẹn hò này đối với Giang Bách Lệ mà nói có ý nghĩa rất lớn, vì đây là lần đầu tiên Qua Bích hy vọng cô có thể là chính mình. Vì những lời này, cũng vì không muốn đánh mất chính mình, Giang Bách Lệ lôi kéo Qua Bích cùng đi chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc này Qua Bích mới biết, hóa ra cô ấy thích trò chơi kích thích, trước kia là bởi vì hắn sợ hãi,
cho nên cô mới miễn cưỡng chơi vòng xoay ngựa gỗ. Qua Bích nắm chặt thiết bị an toàn, rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng phối hợp với Giang Bách Lệ một lần. Bên này Thịnh Hoài Nam nhận được điện thoại của luật sư. Tình hình hiện nay của công ty Thịnh Gia không lạc quan, xác suất rất lớn sẽ phá sản. Hơn nữa căn nhà của Thịnh Gia ở Cáp Nhĩ Tân cũng đã sớm thế chấp cho ngân hàng, một khi công ty phá sản, nhà cũng sẽ bị tịch thu theo pháp luật. Thịnh Hoài Nam vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Lạc Chỉ, sau khi cúp điện thoại liền giả vờ tươi cười không có việc gì. Lúc này Lạc Chỉ bỗng nhiên đề nghị đi nhà ma chơi, khi hai người nghi ngờ dũng khí của nhau. Lạc Chỉ thuận miệng nói ra chuyện lúc nhỏ đánh nhau bảo vệ Thịnh Hoài Nam, bí mật mà cô đã cất giấu mười mấy năm cứ như vậy được kể ra. Thịnh Hoài Nam bỗng nhiên như được tỉnh ngộ, có chút không thể tin được duyên phận lại kỳ diệu như vậy. Anh vui mừng giống như một đứa trẻ, hồi tưởng lại quá khứ, mới đột nhiên phát hiện hóa ra cô bé mình nhớ thương nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Hai người ngoắc tay ước định sẽ thực hiện lời hứa lúc nhỏ, ngay sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn. Thịnh Hoài Nam sẽ không bao giờ để Lạc Chỉ dùng cả đời chờ đợi nữa. Rất nhanh đã đến thời khắc đếm ngược giao thừa, pháo hoa nổi lên bốn phía vô cùng rực rỡ. Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ cùng nhau đếm ngược, thâm tình ôm hôn đối phương, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Cùng lúc đó, Giang Bách Lệ và Qua Bích cũng đang đắm chìm trong vẻ đẹp này. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, ngay khi Qua Bích giớn người muốn hôn, Giang Bách Lệ lại bước lên phía trước. Giờ khắc này, hai người đã sớm nước mắt tuôn rơi. Hôm sau, mọi người cùng đến tiễn Lạc Chỉ ra sân bay. Mà khoảnh khắc chia tay này cũng là lần cuối cùng Lạc Chỉ nhìn thấy chàng thiếu niên đó tỏa sáng đi về phía mình. Chờ sau khi cô từ hội thảo nghiên cứu trở về nước, Thịnh Hoài Nam lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời của cô. Khi Lạc Chỉ vừa mới về nước, cô vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, vẫn mang theo chờ đợi hẹn Thịnh Hoài Nam lên sân thượng gặp mặt. Nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Trương Minh Thụy. Theo như lời anh ấy nói, Thịnh Hoài Nam vì ông ngoại qua đời nên phải về chịu tang, cho nên mới thất hẹn với cô. Trương Minh Thụy rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó, thậm chí còn vội vàng rời đi, dường như sợ bị Lạc Chỉ nhìn ra manh mối. Đáng tiếc Lạc Chỉ chỉ cần dùng một cuộc điện thoại đã phát hiện ra điện thoại của Thịnh Hoài Nam lại ở trong tay Trương Minh Thụy. Cô nhớ lại lúc mình còn ở nước ngoài, giọng điệu gửi tin nhắn với mình rất kỳ lạ, bây giờ đã có thể hiểu được tất cả. Thì ra Thịnh Hoài Nam không muốn bởi vì chuyện nhà mình mà liên lụy đến Lạc Chỉ, nên mới để cho Trương Minh Thụy thay thế mình liên lạc với cô. Lạc Chỉ sau khi biết chuyện thì rất đau lòng, trước đây Thịnh Hoài Nam đã từng nói dù xảy ra chuyện gì cô đều có thể đến tìm anh, cùng anh chia sẻ hạnh phúc và vui vẻ, đây mới là chuyện nên làm giữa hai người yêu nhau. Thế nhưng bây giờ khi anh gặp khó khăn lại lựa chọn một mình gánh vác, gạt cô ra ngoài, điều này khiến cô rất thất vọng. Lúc này Trương Minh Thụy mới nói cho Lạc Chỉ biết, thật ra người được cử đi hội thảo vốn là Thịnh Hoài Nam, nhưng anh ấy đã từ chối và giới thiệu cô đi. Anh ấy cho rằng mình được trời ưu ái cho điều kiện gia đình, mình đã nhận được quá nhiều rồi. Còn cô vẫn luôn nỗ lực phấn đấu bằng cố gắng bản thân, cô xứng đáng có được cơ hội phát huy năng lực, cho nên mới nhường cơ hội cho cô. Bên này, Thịnh Hoài Nam đang gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có. Công ty Thịnh Gia đóng cửa, rất nhiều nhân viên kỳ cựu tổ chức mọi người yêu cầu Thịnh Gia trả nợ. Bố Thịnh cũng bởi vì các loại chuyện mờ ám bị vạch trần mà bị bắt vào tù, ngay cả mẹ Thịnh cũng phải đối mặt với tội danh bao che chứa chấp. Hiện giờ, sự thật về vụ hỏa hoạn hại chết bố Lạc Chỉ cũng bị vạch trần, là do bố Thịnh ăn hoa hồng mua thiết bị kém chất lượng. Tất cả dường như đều có báo ứng công bằng. Lạc Chỉ vẫn chưa tới tuổi thực tập, nhưng dưới sự tiến cử của giáo sư, văn phòng luật sư Đại Sơn mà cô luôn ngưỡng mộ đã chủ động mời cô vào thực tập. Nếu như cô biểu hiện tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp trở thành nhân viên chính thức, điều này khiến cô vui mừng khôn xiết. Sau đó khi Lạc Chỉ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy Cố Chỉ Diệp ôm Giang Bách Lệ, cử chỉ hai người thân mật đi vào thang máy, dường như đang muốn đi ăn tối. Lạc Chỉ muốn đuổi theo cũng không kịp, Giang Bách Lệ đi tới tầng cao nhất của khách sạn, mới phát hiện nơi này căn bản không có nhà hàng. Cố Chỉ Diệp lấy cớ mình đã gọi dịch vụ tận phòng, hai người sẽ vừa tận hưởng phong cảnh tầng cao nhất, vừa ăn cơm chúc mừng sinh nhật hắn. Đúng lúc này Qua Bích và Trần Mặc Hàm đột nhiên xuất hiện, khiến Giang Bách Lệ kinh ngạc không biết làm sao, mà Trần Mặc Hàm lại vu khống cô đi thuê phòng với người khác. Ngay khi Giang Bách Lệ hết đường chối cãi, may mắn Lạc Chỉ kịp thời chạy tới mới hóa giải cục diện. Lạc Chỉ chất vấn Trần Mặc Hàm vì sao cô ta lại biết Cố Chỉ Diệp muốn tổ chức sinh nhật mà có lòng tốt đặc biệt giúp họ đặt trước phòng khách sạn này. Trần Mặc Hàm không biết đáp lại như thế nào, mà Cố Chỉ Diệp cũng không muốn diễn nữa. Hắn ngay tại chỗ thừa nhận mình là cậu của Trần Mặc Hàm, việc hắn theo đuổi Giang Bách Lệ cũng là do Trần Mặc Hàm nhờ vả. Cái gọi là tổ chức tiệc sinh nhật cũng chỉ là cái bẫy do cô ta giăng ra nhằm bôi nhọ nhân cách của Giang Bách Lệ. Nếu hôm nay không phải Lạc Chỉ kịp thời chạy tới, ngày mai trường học sẽ truyền khắp tin đồn Giang Bách Lệ được bao nuôi. Qua Bích không ngờ Trần Mặc Hàm lại là loại người này, mà Trần Mặc Hàm sở dĩ làm như vậy. Đó là vì từ khi hẹn hò Qua Bích chưa từng cho cô ta cảm giác an toàn, chính hắn đã biến cô thành như vậy. Cố Chỉ Diệp ngăn cản bọn họ cãi nhau, sau đó chân thành xin lỗi Giang Bách Lệ, cũng nhắc Qua Bích nên nghĩ cho rõ thế nào là tình yêu, nên yêu như thế nào. Anh nói thẳng Qua Bích vốn không hề yêu Trần Mặc Hàm, cái mà hắn yêu là một Trần Mặc Hàm tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu xa hoa. Sau khi nói xong, Cố Chỉ Diệp mạnh mẽ kéo Trần Mặc Hàm rời đi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Giang Bách Lệ lại trốn ở trong lòng Lạc Chỉ khóc. Cô vốn tưởng rằng mình rốt cục gặp được tình yêu đích thực, lại không ngờ tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân lần nữa, không hiểu vì sao người bị lừa gạt luôn là mình, dường như trên thế gian này chưa bao giờ có người thật sự yêu cô. Mặt khác, Thịnh Hoài Nam không cách nào phân thân để đồng thời lo cho việc học và khó khăn của gia đình, cuối cùng đã lựa chọn nghỉ học. Đám người Trương Minh Thụy tuy rằng tức giận Thịnh Hoài Nam giấu giếm mình, nhưng phần nhiều chính là không nỡ. Bọn họ cùng nhau đi uống rượu,
cảnh tượng ngày xưa không ngừng hiện lên trong đầu, cảnh tượng ngày nhập học vừa mới quen biết kia tưởng chừng như ở ngay trước mắt, hiện tại lại phải đối mặt với sự chia ly. Bốn anh em ôm chặt lấy nhau, cùng hát, cùng khóc, cùng say rượu. Thịnh Hoài Nam có lẽ sẽ rời đi, nhưng bọn họ tin tưởng trong tương lai không xa, luôn luôn có một ngày gặp lại. Sáng hôm sau, Lạc Chỉ vô tình biết được tin tức Thịnh Hoài Nam nghỉ học, liền vội vàng chạy tới ký túc xá Nam, thế nhưng giường ngủ của Thịnh Hoài Nam đã sớm trống rỗng. Thịnh Hoài Nam lúc này đã đi tới cổng trường, anh quay đầu lại nhìn trường học chứa đựng tất cả thanh xuân và hồi ức tốt đẹp của mình. Trong mắt tràn ngập không nỡ, đặc biệt là những kỷ niệm đối với Lạc Chỉ. Chờ đến khi mấy người Lạc Chỉ một đường chạy như điên đuổi theo, đúng là vẫn chậm một bước, Thịnh Hoài Nam đã sớm rời đi. Lạc Chỉ nước mắt lưng tròng, nói mình nhất định có thể đợi. Mẹ nằm bệnh viện, Thịnh Hoài Nam thường xuyên phải đến chăm sóc mẹ. Chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ ngồi trên ghế hành lang, nhìn video trong điện thoại, hoài niệm thời khắc vui vẻ với bạn cùng phòng. Còn có video Lạc Chỉ gửi cho anh ở anh, mỗi một câu nhớ anh đều đủ để chọc trúng trái tim yếu đuối nhất của anh. Chia tay là để lần sau gặp gỡ tốt hơn, khó khăn là vì tạo nên chúng ta tốt hơn. Lạc Chỉ tin tưởng trong tương lai không xa, Thịnh Hoài Nam sẽ trở lại bên cạnh mình, trở thành người tốt hơn cho nhau. Ngày tốt nghiệp, mỗi người đều kết thúc tuổi thanh xuân bằng một bức ảnh, chiếc mũ tốt nghiệp bị ném lên bầu trời kia tựa như chính mình trong quá khứ, tuy rằng rời đi cũng là vì bay cao hơn. Rất nhanh 5 năm đã trôi qua, hiện tại Lạc Chỉ đã trở thành một luật sư độc lập, hơn nữa còn đánh bại Cố Chỉ Diệp trong một vụ án. Mà Thịnh Hoài Nam cũng đang cùng Trương Minh Thụy đến tận nhà khách hàng sửa máy tính. Bọn họ thành lập công ty sửa chữa Nam Thập Tự Tinh, tuy rằng chỉ là giai đoạn khởi nghiệp, nhưng bọn họ có lòng tin có thể chinh phục được buổi đầu tư mạo hiểm sắp tham gia. Năm đó, là Chu Nhan đã bỏ qua hiềm khích lúc trước, chủ động ra mặt trợ giúp Thịnh gia, hơn nữa gánh vác tất cả nợ nần, mới có thể giúp Thịnh Hoài Nam có cơ hội tập trung cố gắng phấn đấu. Khi đó Thịnh Hoài Nam từ chối cơ hội ra nước ngoài tiếp tục học tập của Chu Nhan, lựa chọn ở lại trong nước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước lấy lại những gì mình đã mất. Tại buổi đầu tư mạo hiểm, team của Thịnh Hoài Nam trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành người thắng cuộc. Điều này khiến cả team đều vui mừng khôn xiết. Những ngày sau đó, công việc của Lạc Chỉ bước vào giai đoạn mới, có nguồn lực công việc tốt hơn, mà Thịnh Hoài Nam cũng đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành công việc của mình. Bọn họ mặc dù không ở cạnh nhau, nhưng đều vì đối phương mà cố gắng, cho dù không nhìn thấy nhau cũng có được sự ăn ý. Hôm nay Giang Bách Lệ và Lạc Chỉ cùng nhau đi uống cà phê. Giang Bách Lệ tặng cho Lạc Chỉ một cuốn tiểu thuyết, cô đã đem mối tình yêu thầm gập ghềnh của mình hóa thành thế giới tinh thần, viết thành tiểu thuyết, trở thành tác giả trẻ bán chạy nhất hiện nay. Mà hiện tại Qua Bích và Trần Mặc Hàm đã chia tay, hơn nữa Qua Bích cũng đã ra nước ngoài du học, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ Giang Bách Lệ, ngày nào cũng nhắn tin cho cô đều đặn như cơm bữa, tin nhắn nào cũng tràn ngập yêu đương. Tuy nhiên thành nữ mềm lòng Giang Bách Lệ trước kia hiện tại đã thành công lột xác, đối mặt với Qua Bích không ngừng theo đuổi, trái tim của cô đã càng ngày càng bình tĩnh. Cô đã không còn quan tâm đến Qua Bích nữa, thậm chí càng ngày càng không muốn khôi phục liên lạc, có lẽ duy trì hiện trạng mới là kết quả tốt nhất. Hôm nay, một người bạn gửi cho Lạc Chỉ một bức ảnh cô ấy vô tình chụp được, trong đó có bóng dáng của Thịnh Hoài Nam. Lạc Chỉ vừa nhìn, liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng không có kết quả. Mặc dù xa nhau 5 năm, nhưng Lạc Chỉ vẫn cảm thấy Thịnh Hoài Nam luôn ở ngay bên cạnh mình, chưa từng rời đi. Thật ra bọn họ đã từng nhiều lần gặp nhau trong biển người, nhưng cuối cùng lại lướt qua nhau, không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản được việc bọn họ chờ đợi lẫn nhau. Tình yêu giữa bọn họ sẽ không bị hoàn cảnh và sự cô đơn mà thay đổi. Nếu không thể ở bên nhau, họ thà lựa chọn cô độc. Hôm nay Lạc Chỉ trở về Trấn Hoa diễn thuyết, sau khi diễn thuyết xong, mỗi người đều sẽ để lại tên của mình vào sổ. Ngay khi Lạc Chỉ cũng chuẩn bị viết tên, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay viết xuống ba chữ Thịnh Hoài Nam. Lần này gặp lại, Thịnh Hoài Nam đã sẵn sàng để bảo vệ Lạc Chỉ. Bọn họ ở trong ánh mặt trời cảm thụ niềm hạnh phúc gặp lại, tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Mà kết thúc tốt nhất cho việc yêu thầm chính là chúng ta biến tình yêu đơn thuần của mình thành kết thúc có hậu. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.